Đệ nhất kiếm thần. Diệp Huyên. Tập 155. Tốt quá rồi. Bây giờ ai dám động vào bọn họ. Mẹ nó lời quá đi mất. Thấy mấy sợi kiếm khí này, nhóm tổ tiên Lâm gia cũng vô cùng vui vẻ. Có kiếm khí này ở đây, gia tộc bọn họ sẽ không còn nguy cơ bị diệt tộc, ít nhất họ đã có một cơ hội bảo toàn tính mạng. Lúc này, người đàn ông áo xanh nhìn nhóm người kiếm tuyệt, thấy y nhìn sang, bọn họ liền mở cờ trong lòng, kiếm mộc thì cười hì hì, kiếm chủ, đều là người nhà cả, cứ cho bừa một thứ gì đó là được rồi, đừng khách sáo quá. Mọi người. Diệp Huyên đưa mắt nhìn kiếm mộc, da mặt lão này cũng dày thật. Nghe kiếm mộc nói thế, người đàn ông áo xanh cười ha ha, y búng tay một cái, năm luồng kiếm quang liền chui vào giữa lông mày năm người kiếm tuyệt. Nháy mắt, cơ thể của năm người rung lên kịch liệt. Người đàn ông áo xanh cười nói, ta để lại một ấn ký kiếm đạo trong cơ thể các ngươi, thực lực các ngươi càng mạnh, nó sẽ tự động giải trừ một tầng cảnh giới. Nghe thế, cả năm người đều run lên, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ kiếm chủ. Không thể không nói, lúc này đây bọn họ đã vô cùng kích động. Ấn ký kiếm đạo này tương đương với việc đã nâng giới hạn kiếm đạo của bọn họ lên mức tối đa. Không chỉ thế, còn mở ra cho bọn họ một con đường tu luyện. Đây phải nói là ân huệ lớn ngang việc ban lại sự sống. Xung quanh, những kiếm tu khác đều nhìn nhóm người kiếm tuyệt với ánh mắt hâm mộ. Lúc này, người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn bọn họ, cười nói, ta sẽ để ấn ký kiếm đạo của mình lại kiếm minh, phàm là ai đạt được đến đăng thiên cảnh, đều có thể nhận được ấn ký kiếm đạo. Nghe vậy, những kiếm tu có mặt đều vội vàng thi lễ, đồng thanh hô lên, cảm tạ kiếm chủ. Ở một bên, đám người Lâm Tiêu đã tràn ngập vẻ ghen tị trong đáy mắt. Sau ngày hôm nay, kiếm minh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đám kiếm minh này sướng nhất rồi. Hình 1. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên kéo lấy tay áo người đàn ông áo xanh rồi nhìn đám người Lâm Tiêu ở phía xa xa. Nhóm thế lực Lâm Tiêu lần này đã tổn thất rất nhiều, chỉ cho một tia kiếm khí thì hơi ít. Người đàn ông áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó y xòe tay, một quyển sách cổ xuất hiện trong tay y, chỉ tay một cái, quyển sách liền hóa thành bốn luồng sáng trắng chui vào giữa lông mày nhóm Lâm Tiêu. Người đàn ông áo xanh nói, chắc là sẽ có ích với các ngươi. Một lát sau, đám người Lâm Tiêu đột nhiên kích động hẳn lên, mấy người đều vội vàng thi lễ một cách rất cung kính, đa tạ kiếm chủ. Rõ ràng thứ người đàn ông áo xanh vừa cho họ có tác dụng vô cùng lớn. Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười, y nhìn nhóm người Lâm Khiếu rồi nói, giải tán đi. Nhóm linh hồn tổ tiên Lâm Khiếu hơi thi lễ, sau đó im lặng biến mất. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, ta thấy con sống an nhàn quá, nên định tìm cho con vài thử thách sinh tồn, có ý kiến gì không? Diệp Huyên mở to mắt nhìn, con từ chối được không? Người đàn ông áo xanh cười đáp, không. Diệp Huyên đen mặt đi. Người đàn ông áo xanh đột nhiên thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói, lần này tới tìm con là muốn để con đi làm một chuyện. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, chuyện gì ạ? Người đàn ông áo xanh cười nói, ra hòa cô nương, ra đây đi. Vừa dứt lời, một cô gái váy trắng bỗng xuất hiện ở cách Diệp Huyên không xa, nàng ta định lên tiếng thì Diệp Huyên đã xen ngang, cha, con không thiếu nương tử. Cô gái váy trắng liền sượng mặt đi. Người đàn ông áo xanh bỗng đá một cú vào mông Diệp Huyên, thiếu cái đầu bà nội mi ấy, con suy nghĩ linh tinh gì cả ngày vậy. Sau khi đá bay Diệp Huyên, người đàn ông áo xanh như nghĩ đến điều gì đó, y cười xòa rồi tát vào mặt mình một cái, nương, đừng trách con. Con không có ý mắng mẹ đâu. Mẹ nó, quên mất bà nội của tên nhóc khốn khiếp này là mẹ của mình. Thấy người đàn ông áo xanh tự tát mặt mình, nhóm người Lâm Tiêu không nhịn được mà phì cười. Hai cha con này hài hước quá. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái tên Gia Hòa đứng cách đây không xa, không thể không nói, cô gái này thật sự vô cùng xinh đẹp. Trong tất cả những cô gái hắn từng gặp, người này chắc chắn có thể được xếp vào ba vị trí đầu. Nhất là đôi mắt màu xanh thẳm của nàng, cứ như sao sáng trên trời, vô cùng thu hút người nhìn. Hình 1. Ngoài ra, vóc dáng của nàng ta cũng rất chuẩn, nhất là vòng eo mảnh mai, khiến người ta không nhịn được mà muốn choàng lấy kéo vào lòng mình. Diệp Huyên hơi lúng túng,
hắn cứ nghĩ cha đi tìm thê tử cho mình chứ. Thì ra là hiểu lầm, thật là ngại quá. Gia Hòa liếc mắt nhìn Diệp Huyên mà không nói gì, nhưng trong lòng đã dâng lên một tia đề phòng. Người đàn ông áo xanh trừng mắt nhìn Diệp Huyên, tiểu tử cứ nghĩ lung tung trong đầu cả ngày. Đây là Gia Hòa cô nương, không được vô lễ. Diệp Huyên cười trừ, hắn nhìn Gia Hòa rồi chắp tay, cô nương, vừa rồi ta đã thất lễ. Xin lỗi. Gia Hòa khẽ gật đầu, chuyện nhỏ thôi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, nghiêm mặt nói cha, cha chuẩn bị hãm hại con. À không phải, chuẩn bị thử thách gì con à. Mọi người. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười, tên nhóc này. Xem ra cuộc sống con trôi qua êm đẹp quá nên mới ngứa ra như vậy đúng không? Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh nhìn Gia Hòa rồi nói, đi cùng Gia Hòa cô nương đến cố hương của nàng, giúp nàng giải quyết chút chuyện phiền phức ở nơi đó đi. Diệp Huyên hơi nghi hoặc, chuyện phiền phức. Người đàn ông áo xanh gật đầu, chỗ các nàng gặp một ít phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ. Gia Hòa ở bên cạnh không nhịn được mà quay sang nhìn người đàn ông áo xanh, nàng ta bỗng thấy khó hiểu. Đó mà là phiền toái nhỏ à? Sao Gia Gia lại bảo mình đến tìm người đàn ông áo xanh này chứ? Hai cha con này trông chẳng có gì đáng tin cả. Nàng ta do dự một lúc, đang định nhắc nhở người đàn ông áo xanh thì bỗng, Diệp Huyên ở bên đột nhiên cười nói cha, nếu con đi thì có thưởng gì không? Người đàn ông áo xanh cười đáp, có chứ. Thưởng gì ạ? Người đàn ông áo xanh cười hì hì, thưởng hai cái tát. Diệp Huyên. Vốn ta định đi, nhưng đúng lúc ta lại có chút việc, phải đi cùng đại ca đến một chỗ, nên chỉ có thể bảo con đi thay ta thôi. Có vấn đề gì không? Diệp Huyên hỏi, thật sự là phiền toái nhỏ sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu, rất nhỏ luôn. Gia Hòa người đàn ông áo xanh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, ít nhiều cũng phải có thưởng chứ. Dù sao cũng là phụ tử, biết ý nhau tí đi. Người đàn ông áo xanh trừng mắt nhìn Diệp Huyên, sao con vô liêm sỉ vậy? Kiếm Tu bên bỗng nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên. Kiếm Tu cười nói, thưởng cho con nó đi, để nó có chút động lực. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười, y nhìn Diệp Huyên. Nếu con giúp đỡ Gia Hòa cô nương giải quyết vấn đề được, ta sẽ tặng con một niềm vui bất ngờ. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, tiểu tháp nói cha thích lừa người nhất, không có chút uy tín nào cả, nên thôi cha làm cái gì thực tế hơn chút đi. Tiểu tháp liền thấy bối rối. Lúc này, người đàn ông áo xanh xòe tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay y, tiểu tháp đang định nói gì đó thì người đàn ông áo xanh đã cười gằn, tiểu tháp, bây giờ ngươi tung tăng quá nhỉ. Nói rồi, y lại phất tay, kiếm linh trong tay Diệp Huyên liền bay ra. Người đàn ông áo xanh nói, kiếm linh, luyện tập một chút với tiểu tháp đi. Kiếm linh lập tức hóa thành một luồng kiếm quang chém lên thân tiểu tháp. Nháy mắt tiểu tháp đã bị chém bay ra ngoài hơn nghìn trượng, mà kiếm linh thì nhanh chóng đuổi theo. Phía chân trời, tiểu tháp kêu lên oai oái, tiểu chủ, ngươi không phải người. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, muốn cái gì? Diệp Huyên hỏi, con cũng muốn ấn ký kiếm đạo. Người đàn ông áo xanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tiêu huynh, chỉ bằng chúng ta mỗi người cho nó một ấn ký kiếm đạo đi. Kiếm Tu nhìn Diệp Huyên rồi gật đầu, được thôi. Nói xong, hắn ta đưa ngón tay lên, một luồng kiếm quang nhanh chóng chui vào giữa hàng mày của Diệp Huyên. Thân thể Diệp Huyên rung lên kịch liệt. Một ấn ký kiếm đạo đã được gieo vào thức hải của hắn. Lúc này, người đàn ông áo xanh cũng vươn ngón tay ra, một tia kiếm quang khác lại đi vào giữa hàng mày của hắn. Lại thêm một ấn ký kiếm đạo tiến vào thức hải của Diệp Huyên. Có điều hai ấn ký kiếm đạo đều đã bị phong ấn. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, bắt đầu từ giờ, mỗi lần con nâng cao cảnh giới, ấn ký kiếm đạo sẽ tự động mở ra thêm một tầng. Hình 1. Diệp Huyên trầm giọng nói cha, theo con biết thì lúc trước mọi người nói sau phàm kiếm thì không còn cảnh giới nữa, nhưng bây giờ xem ra vẫn còn rất nhiều cảnh giới khác, cha giải thích được không? Người đàn ông áo xanh cười nói, không có cảnh giới và không lý giải được cảnh giới với chúng ta là hai khái niệm khác nhau.
Diệp Huyên khẽ nhíu mày, là sao ạ? Người đàn ông áo xanh khẽ thở dài mà không đáp lời. Diệp Huyên hỏi, cha thở dài cái gì? Người đàn ông áo xanh chỉ lắc đầu, nhi tử của ta ngốc quá, sao lại kém cỏi như vậy chứ? Trong võ đạo, chúng ta không có tiếng nói chung rồi. Sắc mặt Diệp Huyên liền đen đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn suýt nữa đã đánh người. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, ta không giải thích cho con nhiều quá đâu, bây giờ mục tiêu của con là vượt qua hết cảnh giới hiện có, đến lúc đó con sẽ hiểu được ý của ta. Diệp Huyên liếc mắt nhìn người đàn ông áo xanh và kiếm tu kia, con còn bao lâu nữa mới có thể đuổi kịp mọi người. Người đàn ông áo xanh nhìn hắn, cười hỏi ngược lại, con nghĩ là... Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, chắc là phải 1-2 năm nữa. 1-2 năm. Vẻ mặt kiếm tu cứng lại. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, bản lĩnh gái to này con học ở đâu ra vậy? Ta cũng muốn học. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh cười nói, được rồi, ta không lãng phí thời gian với con nữa. Ta và đại ca phải mau đi thôi. Chuyện tiếp theo con tự lo liệu đi. Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, cha, hai người định đi đâu vậy? Tuy bây giờ con vẫn rất yếu, nhưng cũng không quá mức yếu như trước nữa. Hẳn là sẽ không bị người ta đánh chết tươi ngay. Nên giờ ta định đến một nơi khá xa, sau này con chỉ có thể dựa vào mình thôi. Diệp Huyên do dự một lát rồi hỏi, cha, cha còn thế lực nào khác không? Người đàn ông áo xanh cười nói, còn vài cái, sao thế? Có mạnh hơn kiếm minh không? Mạnh hơn kiếm minh thì chỉ có 2 cái. 2 cái nào? Thần miếu cùng. Nói đến đây. Y liếc nhìn Diệp Huyên, hỏi cái này làm gì? Diệp Huyên cười hì hì, chỉ hỏi thử thôi mà. Người đàn ông áo xanh trừng mắt nhìn hắn, tu luyện cho tốt vào, bớt làm trò lại đi. Diệp Huyên vội gật đầu, vâng. Hình 1. Người đàn ông áo xanh vỗ vỗ vai Diệp Huyên rồi cười nói, lần này con đi một mình cùng gia hòa cô nương đi, con hiểu ý ta không? Diệp Huyên liếc nhìn nhóm kiếm tu của kiếm minh, hắn khẽ gật đầu, con hiểu rồi. Rõ ràng cha không muốn nhóm thế lực kiếm minh bị cuốn vào nhiều ân oán hơn. Lần này, cho dù là kiếm minh hay chư thiên phủ cũng đều đã tổn thất nhiều rồi. Người đàn ông áo xanh cười bảo, hiểu là tốt rồi. Nói xong, y nhìn về phía kiếm tu kia, tiêu huynh, chúng ta đi thôi. Kiếm tu gật đầu, được. Người đàn ông áo xanh mở lòng bàn tay ra, nơi chân trời, kiếm linh chợt quay về trên tay y, y nhìn kiếm linh một cái. Sau đó thả một luồng kiếm quang vào nó. Mà động tác này ngoại trừ kiếm tu đi cùng ra, không một ai thấy được, bao gồm cả Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh đưa kiếm linh đến trước mặt Diệp Huyên, nhớ cho kỹ, sau này chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Diệp Huyên nhận lấy kiếm linh rồi gật đầu, cha đi thong thả. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, y nhìn tiểu tháp ở cách đó không xa, tiểu tháp, đi theo ta không? Diệp Huyên liền vội vàng gật đầu, đem tiểu tháp đi đi. Thứ này chuyên môn ăn bám mà không giúp ích được gì. Còn thích hại người ta nữa. Tiểu tháp. Người đàn ông áo xanh trừng Diệp Huyên, con cũng chẳng tốt đẹp gì. Diệp Huyên. Lúc này, tiểu tháp do dự một lúc rồi nói, ta theo tiểu chủ vậy. Người đàn ông áo xanh có chút ngạc nhiên, tại sao? Tiểu tháp đáp, mỗi lần thấy tiểu chủ bị đánh là ta vui lắm. Sắc mặt Diệp Huyên lúc này đã đen như đáy nồi, mẹ nó chứ. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, vậy ngươi cứ đi theo nó đi. Nói rồi, y hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở nơi chân trời. Kiếm tu liếc mắt nhìn Diệp Huyên, đi nhé. Nói xong, hắn ta cũng hóa thành kiếm quang bay đi. Diệp Huyên nhìn phía chân trời, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Người cha này, nói đến là đến, đi là đi. Một lát sau, Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, chư vị tiền bối, thu dọn chiến trường thôi. Thu dọn chiến trường. Thế là mọi người cùng bắt tay vào làm. Không bao lâu sau, đám người Lâm Tiêu đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta đưa cho Diệp Huyên 2 chiếc nhẫn chứa đồ, thiếu chủ, đây là tất cả tài sản cùng một vài thần vật trong thượng cổ thiên tộc, chiếc nhẫn còn lại là 2 suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh. Hình 1. 2 suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh.
Mọi người đều đổ ánh nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đưa một chiếc nhẫn chứa đồ về cho Lâm Tiêu, tài sản trong thượng cổ thiên tộc thì ta không lấy, sau này Lâm lão đem đi chia cho tất cả mọi người ở đây đi. Còn suối nguồn vĩnh sinh thì ta giữ lại một cái, còn lại đặt vào trong chư thiên thành, mọi người hưởng chung, được không? Lâm Tiêu do dự một lúc rồi nói, thiếu chủ, cậu giữ hết hai suối nguồn vĩnh sinh này lại đi. Thứ này cực kỳ quý giá. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, cắt ngang lời Lâm Tiêu, Lâm lão, nếu không có mọi người giúp đỡ, Diệp Huyên ta căn bản không thể chống lại thượng cổ thiên tộc. Lần này, mọi người không chỉ bỏ biết bao công sức, mà còn phải hy sinh rất nhiều người. Tiền tài và vật chất này cứ phân chia cho nhau, nhất là những người đã hy sinh kia, gửi cho người nhà họ nhiều hơn một chút nhé. Còn suối nguồn vĩnh sinh này thì cứ để lại trong chư thiên thành, mọi người cùng dùng. Nếu có sản sinh ra vĩnh sinh nguyên tinh, mọi người cứ chia đều, thấy sao? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nếu ý thiếu chủ đã quyết, vậy ta cũng không nói nhiều làm gì. Nói rồi, ông ta nhìn nhóm người Lâm gia ở phía sau, còn không mau cảm tạ thiếu chủ. Những cường giả của Lâm gia vội vàng cung kính thi lễ, cảm tạ thiếu chủ. Lúc này đây, ai ai trong Lâm gia cũng vui mừng. Những cường giả khác cũng đua nhau thi lễ. Phải biết rằng bảo vật của thượng cổ thiên tộc không ít đâu. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên cười nói, thiếu chủ, có muốn nhìn bảo vật của thượng cổ thiên tộc một chút không? Diệp Huyên cười đáp, không nhìn đâu. Lâm Tiêu cười nói, nhìn một cái thôi không sao đâu. Diệp Huyên do dự một lúc rồi cũng liếc qua thử, thế là sắc mặt hắn thay đổi ngay. Diệp Huyên vội nắm lấy tay Lâm Tiêu, hắn nghiêm túc hỏi, Lâm lão, ta có thể rút lại những lời vừa nói không? Mọi người. Thấy mọi người sửng sốt, Diệp Huyên cười ha ha, đùa thôi. Nghe thế, nhóm người Lâm Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Diệp Huyên thì đã rỉ máu trong tim. Mẹ nó. Lần này giả vờ hơi lố rồi. Bảo vật cùng tiền tài của thượng cổ thiên tộc này không chỉ nhiều bình thường thôi đâu. Dù sao cũng là một thế lực siêu cấp tồn tại mấy trăm nghìn năm mà. Gốc gác của họ há có thể bình thường. Nhưng tất nhiên, hắn sẽ không đỏ mắt khen tị, cũng sẽ không đổi ý. Hình 1. Những người này đều vì Diệp Huyên hắn mà dốc cả tính mạng ra. Đừng nói là chút tiền tài ấy, cho dù có nhiều gấp bội, hắn cũng bằng lòng cho đi. Một lát sau, Diệp Huyên liếc nhìn bốn phía, sau đó nhìn Gia Hòa cô nương, ta cần thời gian 3 ngày nữa, có được không? Gia Hòa do dự một lúc rồi nói, cũng được, nhưng mà Diệp công tử à, phiền phức của chúng ta có lẽ. Diệp Huyên hơi nghi hoặc, không phải cha ta bảo chỉ là chuyện nhỏ thôi à? Gia Hòa. Trong tháp giới ngục, tiểu tháp cười gằn trong lòng, tiểu chủ à, sao người ngu ngốc vậy? Người cho rằng phiền phức nhỏ trong mắt chủ nhân là nhỏ thật à? Hơn nữa, đến cả chủ nhân mà cũng xem nó là phiền phức. Người chờ chết là vừa rồi đó. Chờ chết đi thôi, ta cũng chôn theo luôn. Lúc này Gia Hòa có chút cạn lời. Sao hai cha con nhà này không có chút đáng tin nào hết vậy? Tên này theo mình về có thật là giải quyết được vấn đề gì không đây? Diệp Huyên cũng không hỏi nhiều nữa. Bây giờ hắn đã là đăng thiên cảnh rồi, sợ ai nữa? Hắn đã vô địch trong cùng cấp rồi. Một kiếm là giết được ngay. Không phải một thì là hai thôi. Nhiều nhất là hai kiếm. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên không nhịn được mà phải bật cười, hình như hắn bắt đầu có hơi kiêu căng rồi. Một lát sau, mọi người rời đi hết. Lúc này, Mạc Thanh Nhiên và Thái U xuất hiện. Nhìn khắp thượng cổ thiên giới. Trong mắt hai người đều ánh lên tia phức tạp. Thế lực siêu cấp sống mấy trăm nghìn năm cứ thế tiêu tan. Cũng chỉ vì một tên gia chủ thiếu não. Thái U khẽ nói, Thiên Diệp này. Rồi ông ta chỉ biết lắc đầu thở dài. Mạc Thanh Nhiên cười nói, thật ra cũng không hoàn toàn là lỗi của y. Thái U nhìn về phía Mạc Thanh Nhiên, Mạc Thanh Nhiên nói, muội muội của y xuất sắc hơn rất rất nhiều. Nhưng lại không thể trở thành gia chủ. Tại sao? Bởi vì không có lợi cho đám trưởng lão. Đang thời Thái Bình, một gia chủ vô tích sự là hợp lý nhất cho tất cả mọi người cùng có lợi. Thật ra chuyện này cũng bình thường, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ ba thế lực chúng ta ra, gần như không một ai dám chọc vào thượng cổ thiên tộc này, bao gồm cả chư thiên thành cùng kiếm minh.
Nếu đơn đả độc đấu, họ cũng không phải đối thủ của thượng cổ thiên tộc. Chỉ là Thiên Diệp này không ngờ rằng lại động phải Diệp Huyên. Nói rồi, gã lắc đầu cười, đừng nói là y, chính chúng ta cũng không ngờ rằng Diệp Huyên lại có thể liên hợp lại toàn bộ Chư Thiên Thành. Không chỉ vậy, hắn còn có biết bao người chống lưng cho, càng đánh lại càng thêm người đến giúp. Thái U gật đầu, Diệp Huyên này đúng là vượt quá khỏi mọi dự liệu của chúng ta. Mạc Thanh Nhiên nhẹ giọng nói, ta phải suy tính lại một lần nữa về người thừa kế rồi. Thái U nhìn Mạc Thanh Nhiên, chọn người có tài. Mạc Thanh Nhiên gật đầu, chuyện của thượng cổ thiên tộc lần này coi như cũng đã cho ta một lời cảnh báo. Nếu để một tên vô dụng lên nắm quyền, thật sự sẽ dẫn tông môn đến họa diệt thân mất. Thái U gật đầu, quả thật. Mạc Thanh Nhiên liếc nhìn xung quanh, rồi lại thở dài, mấy trăm nghìn năm truyền thừa, tiêu tán trong giây lát. Thái U cười nói về người đàn ông áo xanh thử đi. Nghe thế, vẻ mặt Mạc Thanh Nhiên liền trở nên nghiêm trọng. Thái U khẽ mỉm cười, chúng ta vẫn còn rất yếu. Mạc Thanh Nhiên cười khổ, đúng vậy. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên về tới Kiếm Minh. Trong một khoảng sân, Diệp Huyên nhìn Trương Văn Tú và An Lan Tú ở trước mặt, hai người ở lại Kiếm Minh tu luyện nhé, được không? Trương Văn Tú bĩu môi, chê chúng ta ngáng đường à? Diệp Huyên cười nói, nếu hai người muốn đi chung thì cũng được. Nhưng Trương Văn Tú lại lắc đầu, bây giờ đi theo ngươi cũng chẳng giúp ích được gì, ngươi đi sớm về sớm đi. Diệp Huyên gật đầu, được. An Lan Tú đột nhiên khẽ nói, huynh đi quá nhanh. Đi quá nhanh. Thật ra nàng đã nỗ lực rất nhiều rồi. Hình một. Nhưng dù có nỗ lực thế nào đi nữa cũng khó mà theo kịp bước chân của Diệp Huyên được. Vốn lúc trước nàng đã vượt qua Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên lại đột nhiên thăng đến đăng thiên cảnh. Như thế vô lý quá đi mất. Diệp Huyên nhìn về phía An Lan Tú rồi cười nói, chúng ta luận bàn không? Phong ấn toàn bộ tu vi. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, huynh chắc chắn chứ? Diệp Huyên gật đầu, chắc. Được. Hai người cùng đến một sân tập võ, nơi này rất lớn, phải dài rộng mấy trăm trượng, xung quanh đều được gia cố kỹ càng. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú rồi cười nói, đến đây. An Lan Tú đột nhiên biến mất, trong nháy mắt đó, Diệp Huyên liền rút kiếm ra đâm đến. Thương và kiếm vừa chạm vào nhau, võ đài dưới chân hai người bỗng chốc rung lên, mà đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên rút tay về, rồi lại đâm lên phía trước. Tuy đã phong ấn tu vi, nhưng một thương này của An Lan Tú vẫn nhanh như chớp giật. Lần này Diệp Huyên không chọn cứng đấu cứng, mà điểm nhẹ mũi chân, tung người nhảy về phía sau. Xoẹt! Một thương của An Lan Tú đâm vào không khí, âm thanh xé rách không trung vang vọng khắp trời. Nhưng vào lúc này, An Lan Tú bước chân trái lên một bước dài, trường thương trong tay thuận thế thu về, thân thể nàng xoay tròn tại chỗ, trường thương lại nương theo tay bắn ra. Xoẹt! Tiếng vang long trời lở đất vang lên. Phía xa xa, Diệp Huyên híp hai mắt lại, lần này hắn không chọn né tránh nữa mà lại thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm chém về trước. Nhát thương của An Lan Tú bị chém dừng lại, nhưng lúc này, An Lan Tú đột nhiên tung người, đá một cước vào chuôi thương. Kiếm trong tay Diệp Huyên rung lên, cả người lẫn kiếm đều bị đẩy lùi về sau mấy trượng. Diệp Huyên vừa mới dừng lại thì An Lan Tú đã đột nhiên biến mất. Nhanh như gió. Hình một. Một thanh trường thương phá không lao đến, đậm thẳng vào giữa hàng mày của Diệp Huyên. Diệp Huyên xoay ngang kiếm chặn lại. Diệp Huyên lại lui thêm mấy trượng. Hắn còn chưa dừng lại thì An Lan Tú đã nắm thương ném về trước. Lại một thương nữa lao đến. Diệp Huyên cũng không lùi mà chọn đối đầu trực tiếp, hắn cầm kiếm bằng cả hai tay, rồi chém về trước. Đối mặt với An Lan Tú, nếu đã lùi một bước, thì sẽ lùi mãi mãi. An Lan Tú căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội lấy hơi nào. Chỉ có thể đối đầu trực diện thôi. Theo chiêu kiếm của Diệp Huyên chém xuống, một âm thanh nổ tung vang lên giữa đất trời, thanh trường thương của An Lan Tú liền bị chém bay. Mà lúc này, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng nhanh chóng tung một quyền nhắm thẳng vào ngực hắn. Diệp Huyên quyết định bỏ kiếm, dùng nắm đấm thay thế. Hắn không thể không làm vậy, bởi vì cự ly quá gần,
nếu thu kiếm về dùng để tấn công hay phòng ngự cũng đều không kịp. Ầm. Tiếng nổ tung lại vang lên, lần này hai người cùng thối lui. Sau khi cả hai lùi lại vài chục trượng thì đều dừng, mà cả hai không ai tiếp tục ra tay cả. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, xem như hòa nhé. Còn nếu muốn phân thắng bại, vậy thì phải dùng đến sát chiêu thật. Mà tất nhiên hai người họ sẽ không động vào sát chiêu. An Lan Tú khẽ gật đầu, đi dạo một chút. Diệp Huyên gật đầu. Hai người dạo bước quanh võ đài nơi đây. An Lan Tú vẫn mặc một bộ váy trắng như tuyết, không nhiễm bụi trần. An Lan Tú nhẹ nhàng vuốt lại làn tóc óng ả của mình, khẽ nói ta muốn trở lại Thanh Châu. Diệp Huyên dừng bước, hắn xoay người nhìn về phía An Lan Tú, muốn đi. An Lan Tú khẽ gật đầu, ta không giúp được gì huynh cả. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú, cả một đường dài này, đã có quá nhiều người rời đi rồi. Nàng cũng muốn đi sao? An Lan Tú không nói gì. Hình một. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Tiểu An, nàng là cô gái đầu tiên khiến ta động lòng. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên, vẫn không nói gì. Diệp Huyên cười nói, lần đầu tiên gặp nàng ở Thanh Thành, ta đã động lòng rồi, thế nhưng khi ấy ta chỉ muốn cứu muội muội. Sau này nàng lại giúp đỡ ta rất nhiều. Nói rồi, hắn lắc đầu nở nụ cười, Tiểu An, hay là như này đi, nghe có vẻ hơi kỳ. Nhưng ta muốn nàng tiếp tục đi cùng ta hết đoạn đường phía trước, ta đồng ý với nàng, đợi mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta sẽ trở về Thanh Châu, được không? An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, huynh sẽ trở về, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. An Lan Tú nhẹ giọng nói, chạy theo huynh mãi, ta cũng mệt rồi. Diệp Huyên cười nói, nàng muốn mạnh hơn ta sao? An Lan Tú lắc đầu, chỉ muốn có thể giúp đỡ huynh thôi. Nhưng kẻ thù của huynh ngày càng mạnh, có nhiều khi, ta chỉ kéo thêm phiền thôi. Diệp Huyên vẫn cười, chính ta cũng nhiều khi cảm thấy bản thân là một đống phiền phức đấy. An Lan Tú khẽ nói, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Diệp Huyên gật đầu. Khoảng thời gian này đúng là đã đỡ hơn nhiều, nhưng cũng là vì hắn đã đạt đến đăng thiên cảnh. Diệp Huyên cười nói, tiếp tục đi theo ta nhé. Nếu trên con đường phía trước không có nàng và Liên Nhi, ta sẽ vô cùng cô đơn mất. Có hai người ở đây, cuộc đời ta mới có ý nghĩa. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên một lát, rồi gật đầu, được. Diệp Huyên cười nói, lần này đi theo ta không? Nhưng An Lan Tú lại lắc đầu, ta muốn bế quan. Diệp Huyên sửng sốt, đột phá cảnh giới nữa à? An Lan Tú xòe tay ra, trong tay nàng có một quyển sách cổ. Diệp Huyên có hơi ngạc nhiên, đây là... An Lan Tú nói, là phụ thân huynh để lại cho ta. Là cha. Diệp Huyên mở to mắt, ông ấy để lại cho nàng khi nào vậy? An Lan Tú đáp, lúc rời đi. Diệp Huyên có chút cạn lời, vậy mà hắn không biết gì. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, đợi khi huynh trở về, ta sẽ cho huynh một niềm vui bất ngờ. Là gì vậy? Huynh về đi rồi biết. Chấm chấm chấm. Hai người hàn huyên một lát thì An Lan Tú lại đi tu luyện tiếp, còn Diệp Huyên thì trở về Bất Tử Đế tộc. Hình một. Trong điện, Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, trong mắt ánh lên tia phức tạp, tốc độ trưởng thành của ngươi. Diệp Huyên cười cười, sau đó lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa tới trước mặt Đông Lý Tịnh. Đông Lý Tịnh liếc nhìn chiếc nhẫn, một khắc sau, bà liền đứng phát dậy, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, đây là... Diệp Huyên cười nói, suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh, nó còn tốt hơn cái ở vĩnh sinh giới kia, từ giờ trở đi, Bất Tử Đế tộc chúng ta đã có suối nguồn vĩnh sinh riêng rồi. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, Bất Tử Đế tộc chúng ta. Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên ta đời đời kiếp kiếp đều là người của Bất Tử Đế tộc. Làm người thì không được quên cội nguồn. Bất Tử Đế tộc lúc trước đối đãi với Diệp Huyên hắn thế nào, cả đời này hắn cũng sẽ không quên. Như hắn từng nói, Diệp Huyên hắn cả đời này sẽ luôn là người của Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Tịnh nở nụ cười. Lúc này đây, trong lòng bà rất ấm áp, so với câu nói của Diệp Huyên, suối nguồn vĩnh sinh trước mắt này đã trở nên không quá quan trọng nữa. Bà đã thắng cược rồi. Bà đã không nhìn nhầm người. Sau khi nói chuyện với Đông Lý Tịnh xong,
Diệp Huyên nhanh chóng rời đi. Chấm chấm chấm. Trong một vùng tinh không nào đó, Diệp Huyên ngự kiếm lao đi, bên cạnh hắn là Gia Hòa. Trong mắt Gia Hòa mang theo tia lo lắng thấp thoáng. Gia Gia bảo nàng ta đi tìm viện binh, mà nàng ta lại phát hiện hai cha con này, người nào người nấy đều không đáng tin. Nhất là Diệp Huyên. Hắn có biết bản thân sắp đối mặt với thứ gì không? Sao hắn lại tự tin như vậy? Hắn đào đâu ra sự tự tin ấy? Chẳng lẽ hắn là một cường giả siêu cấp đã vượt qua tuyệt trần cảnh? Hắn chỉ đang giả heo ăn hổ thôi. Diệp Huyên ngự kiếm bay giữa tinh không, hai mắt nhắm hờ. Hắn đang ngắm nghía hai ấn ký kiếm đạo do cha và đại ca mình để lại. Có điều cả hai ấn ký này đều đã bị phong ấn. Hắn mở mãi không ra. Hình một. Diệp Huyên cảm thấy bó tay. Xem ra chỉ có thể đợi tới lúc mình đạt tới tuyệt trần cảnh thì mới có thể mở ra được rồi. Dường như nghĩ tới gì đó, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn Gia Hòa bên cạnh. Gia Hòa cô nương, cô quen cha ta sao? Gia Hòa lắc đầu, là ông nội ta quen. Diệp Huyên khẽ gật đầu, gia tộc của các cô đã gặp phải chuyện gì? Gia Hòa nói, là giới mà chúng tôi đang sinh sống. Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, hiện giờ công tử có cảnh giới gì vậy? Diệp Huyên cười đáp, Đăng Thiên. Đăng Thiên. Gia Hòa do dự một lát mới nói, cảnh giới thật sao? Diệp Huyên chớp mắt, đây, cô hỏi chuyện này làm gì? Gia Hòa đáp, chỉ hỏi chút thôi, không có ý gì khác. Diệp Huyên trầm giọng đáp, Gia Hòa cô nương, các cô gặp phải rắc rối lớn lắm à? Gia Hòa gật đầu, đó là rắc rối rất lớn đối với chúng tôi, nhưng hẳn chỉ là thứ còn con trong mắt Diệp công tử mà thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhất thời thả lỏng, vậy thì tốt. Gia Hòa lại nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử mới từng này tuổi mà đã đạt tới cảnh giới Đăng Thiên, quả đúng là rất giỏi. Mạo muội hỏi một chút, công tử làm thế nào vậy? Thật ra nàng ta rất ngạc nhiên. Bởi vì cho dù Diệp Huyên bắt đầu luyện từ lúc mới ra đời, mỗi năm tăng một cấp thì cũng chẳng thể lên tới Đăng Thiên cảnh vào cái tuổi này được. Đặc biệt là khi việc tăng cảnh giới cũng chẳng thể nhanh được như thế. Diệp Huyên còn trẻ như vậy mà đã lên tới Đăng Thiên cảnh, dù ở chỗ các nàng cũng thuộc thiểu số. Không đúng, gần như không có mới phải. Diệp Huyên cười ha ha, Gia Hòa cô nương, ở chỗ các cô hiếm người lên tới Đăng Thiên cảnh ở độ tuổi này lắm ư. Gia Hòa gật đầu, gần như không có. Thế nên lúc thấy Diệp công tử mới trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới Đăng Thiên khiến ta khá tò mò. Diệp Huyên cười nói, chuyện này. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, không tiện nói sao. Diệp Huyên cười đáp, Gia Hòa cô nương đã gặp được thiên tài tuyệt đỉnh thật sự bao giờ chưa? Chính là người mà chỉ cần nhìn qua võ kỹ hay tâm pháp một lượt là học được ngay, chỉ cần ngủ một giấc là có thể đột phá tất thảy mọi bình cảnh ấy. Gia Hòa mở to mắt, chưa gặp bao giờ. Diệp Huyên chỉ vào bản thân, vậy thì giờ cô đã gặp được rồi đấy. Gương mặt Gia Hòa lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Trong tháp giới ngục, tháp nhỏ chỉ biết lắc đầu liên tục, hóa ra một người có thể vô sỉ tới mức này cơ đấy. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử nói thật ư. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tất nhiên rồi, trước giờ ta chưa từng gạt ai hết. Tháp nhỏ cạn lời. Gia Hòa thoáng do dự một lát mới nói, thế gian này lại có thiên tài như thế, quả nhiên ta đã được mở rộng tầm mắt. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử có thể giúp ta một chuyện được không? Diệp Huyên hơi tò mò, giúp chuyện gì? Gia Hòa lấy ra một cuốn sách cổ đưa cho Diệp Huyên, đây là một cuốn tâm pháp tối cao của gia tộc, nhưng ta đọc mà cảm thấy rất nhiều chỗ khó hiểu, mong Diệp công tử xem qua rồi dạy lại ta với. Diệp Huyên. Tháp nhỏ đột nhiên bật cười, giả vờ nữa đi này. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, có được không vậy Diệp công tử? Diệp Huyên hơi do dự một lát mới nói, Gia Hòa cô nương, đây chính là tâm pháp cao nhất của gia tộc các cô đó, cô thật sự muốn đưa cho một người ngoài như ta coi ư. Gia Hòa mỉm cười, có lẽ quyển tâm pháp này rất quý giá đối với người khác, nhưng hẳn là không đáng nhắc tới trước mặt Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, nếu vậy thì ta sẽ xem thử. Nói rồi, hắn cầm cuốn sách cổ lên bắt đầu đọc. Gia Hòa cứ thế im lặng nhìn Diệp Huyên,
Tất nhiên nàng ta sẽ không dễ dàng tin tưởng Diệp Huyên như thế, trên đời này làm gì có thiên tài như kia cơ chứ. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng trả lại sách cổ cho Gia Hòa, xem xong rồi. Gia Hòa sửng sốt, xem xong rồi ư. Diệp Huyên gật đầu, ừ, xem xong rồi. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, mong được Diệp công tử chỉ giáo đôi điều. Diệp Huyên cười đáp, vậy ta nói thẳng nhé. Hắn chỉ vào cuốn sách cổ, Gia Hòa cô nương, ta cảm thấy cô không cần tu luyện cuốn tâm pháp này của gia tộc các cô đâu. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, là sao? Hình một. Diệp Huyên cười đáp, ý là nó chỉ là kẻ đồ bỏ. Gia Hòa, Diệp Huyên liếc Gia Hòa một cái, Gia Hòa cô nương, mạo muội hỏi thử, bây giờ cô đang ở cảnh giới hư vô, vậy cô đã tu luyện bao nhiêu năm rồi? Gia Hòa đáp, gần 400 năm. 400 năm. Diệp Huyên nheo mắt, ai cha cha, đúng là không nhìn ra đâu đấy. Không ngờ cô em này lại hơn 400 tuổi rồi cơ đấy. Tất nhiên trước mặt người tu luyện thì tuổi tác quả thật không có ý nghĩa gì hết. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, Gia Hòa cô nương, cuốn tâm pháp này của các cô có giới hạn trên quá thấp, thế nên cô phải mất 400 năm ròng rã mới đạt tới cảnh giới hư vô đó. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, giới hạn trên quá thấp. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Gia Hòa cô nương, nếu như cô tu luyện tâm pháp của Dương gia bọn ta trong điều kiện bình thường, thì chắc hẳn hiện giờ đã đạt tới cảnh giới đăng thiên rồi. Gia Hòa nhìn quyển tâm pháp trong tay mình, sau đó nói, tại sao Diệp công tử lại bảo rằng giới hạn trên của cuốn tâm pháp này rất thấp vậy? Diệp Huyên cười đáp, Gia Hòa cô nương, ta cảm thấy chúng ta có nói về vấn đề này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Ta biểu DN cho cô xem một chiêu kiếm mà ta tự sáng tạo. Cô xem xong sẽ hiểu thôi. Dứt lời, hắn lập tức rút kiếm, chém một nhát về phía trước. Xoẹt. Một sợi kiếm quang lao vụt qua không trung, thoáng chốc đã phá hủy cả một tinh vực tĩnh mịch ở phía xa. Rút kiếm định sinh tử. Sau một kiếm này, quả thật vạn vật đều bị diệt trừ. Tinh vực vốn dĩ tĩnh mịch một lần nữa bị chôn vùi, cuối cùng biến thành hư vô. Nhìn thấy chiêu kiếm kia, sắc mặt Gia Hòa bỗng trở nên nặng nề, đây. Diệp Huyên nhìn Gia Hòa, cười nói, cô nghĩ sao? Gia Hòa cô nương. Gia Hòa trầm giọng đáp, Diệp công tử, kiếm kỹ này là do công tử sáng tạo ra. Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên rồi. Thế gian hiện giờ ngoài ta ra thì làm gì có ai sáng tạo được kiếm kỹ đáng sợ như thế? Gia Hòa. Tháp nhỏ ở trong tháp giới ngục lại tiếp tục lắc đầu, thể diện đâu hết cả rồi. Đúng là không biết xấu hổ chút nào. Tháp nhỏ này chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ tới vậy. Gia Hòa đứng đối diện Diệp Huyên nhìn chằm chằm hắn, quả nhiên ta đã đánh giá thấp Diệp công tử. Hình một. Không thể không nói, trong lòng nàng ta lúc này đang cực kỳ khiếp sợ. Mới đầu nàng ta cho rằng Diệp Huyên lên được đăng thiên cảnh là nhờ một vài bí pháp tăng cường nào đó. Chỉ là đề giả mà thôi. Đây là ý nghĩ lúc đầu của nàng ta. Nhưng vừa nãy lúc nhìn thấy chiêu kiếm kia của Diệp Huyên, nàng ta thực sự chấn kinh. Thiếu niên trước mắt lại có thể sáng tạo ra kiếm kỹ kinh hãi thế tục như thế, thiên phú này quả thật đáng sợ, trước nay chưa từng gặp. Diệp Huyên đột nhiên cười hỏi, Gia Hòa cô nương, cô thấy kiếm kỹ này của ta thế nào? Gia Hòa trầm giọng nói, rất mạnh. Diệp Huyên cười ha ha, thật ra cũng bình thường thôi. Ta còn có kiếm kỹ mạnh hơn thế nữa. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, còn có chiêu mạnh hơn nữa. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, cực kỳ mạnh, nếu không phải thời khắc bất đắc dĩ thì không được phép thi triển, bởi vì một khi xuất chiêu sẽ khiến tinh hà biến mất, vũ trụ sụp đổ. Gia Hòa mở to mắt chớp chớp, khủng khiếp vậy sao? Diệp Huyên giơ thanh kiếm trong tay lên. Chiêu kiếm vừa nãy ta chỉ sử dụng 3 phần 10 sức mạnh, nếu dồn toàn lực thì, he he. Gia Hòa im lặng không nói. Thế mà chỉ là 3 phần lực. Nếu người này không nói dối vậy thì kiếm kỹ mà anh ta mới sử dụng đúng là quá mức đáng sợ luôn rồi. Chỉ e chiêu kiếm vừa nãy có thể giết chết tuyệt trần cảnh trong chớp mắt nữa là. Nghĩ tới đây, nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử. Vừa nãy nếu như công tử dùng toàn lực chém ra chiêu kiếm kia, liệu có thể giết chết một tuyệt trần cảnh hay không? Diệp Huyên cười ha ha, tuyệt trần cảnh, chỉ là sâu kiến mà thôi. Gia Hòa.
Tháp nhỏ ở trong tháp giới ngục lại tiếp tục lắc đầu, chủ nhân đã chém gió quá đà rồi. Mình cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi, vẻ mặt của Gia Hòa phải nói là cực kỳ nghiêm túc. Nàng ta vừa mới bị đả kích xong. Quả nhiên, đem bản thân so sánh với người khác đúng là tức muốn chết mà. Mình tu luyện suốt mấy trăm năm mới đạt tới cảnh giới hư vô, vậy mà người ta chỉ hơn 20 năm đã đạt được. Hơn nữa còn sáng tạo ra kiếm kỹ đáng kinh ngạc thế kia. Đúng là yêu nghiệt. Yêu nghiệt thực sự. Hình 1. Gia Hòa thầm thở dài trong lòng, lúc trước nàng ta cũng được coi như người tài giỏi ở chỗ mình sinh sống rồi, thế nhưng lúc này mới chợt nhận ra nếu so bản thân với Diệp công tử trước mắt thì mình chẳng đáng vào đâu. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Gia Hòa cô nương, ở chỗ các cô có nhiều cường giả tuyệt trần cảnh không? Gia Hòa đáp, không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Không ít. Diệp Huyên tóm ngay được điểm mấu chốt, hắn nhìn Gia Hòa cô nương, không ít, mà cô vừa nói là chừng bao nhiêu vậy? Gia Hòa cười đáp, thì là kiểu mỗi thế lực đều có một cường giả tuyệt trần cảnh. Tất nhiên đối với Diệp công tử thì chẳng đáng vào đâu. Diệp Huyên hơi do dự một lát mới cất lời, chỉ cần không quá nhiều là được. Thật ra hắn muốn cọ sát thử với cường giả tuyệt trần cảnh một lần. Khoảng thời gian vừa qua hắn đã nâng cao thực lực khá nhiều, cường giả đăng thiên cảnh đã không còn khiến hắn hài lòng nữa. Dù sao hiện giờ hắn đã có thể tiện tay giết chết cường giả đăng thiên cảnh rồi mà. Chỉ có đánh nhau với cường giả tuyệt trần cảnh thì mới thấy thú vị đôi chút. Lúc này, Gia Hòa đột nhiên hỏi, Diệp công tử, ngay cả cường giả trên cả tuyệt trần cảnh cũng không tạo thành uy hiếp với công tử đúng không? Diệp Huyên hơi do dự một lát mới đáp, cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn. Mà sao Gia Hòa cô nương lại đột nhiên hỏi vấn đề này thế? Gia Hòa mỉm cười, ta chỉ hơi tò mò thôi chứ không có ý gì khác. Nghe vậy, Diệp Huyên thầm thở phào một hơi. Gia Hòa đột nhiên chỉ vào một vòng xoáy màu đen ở đằng xa. Diệp công tử, đó là truyền tống trận thời gian, xuyên qua nó là chúng ta sẽ tới nơi. Diệp Huyên không kìm được hỏi, Gia Hòa cô nương, phiền phức mà chỗ các cô gặp phải lớn lắm sao? Gia Hòa cười đáp, đối với chúng ta thì rắc rối thật, nhưng với Diệp công tử chắc chẳng đáng vào đâu. Chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng ta lập tức hóa thành một luồng sáng lao nhanh vào trong truyền tống trận thời gian kia. Diệp Huyên bỗng hơi do dự. Trực giác mách bảo hắn dường như mọi chuyện không hề đơn giản. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu bật cười, chẳng phải cha hắn đã nói rồi đấy sao? Hình 1. Chi là một rắc rối nho nhỏ thôi. Rắc rối nho nhỏ, Diệp Huyên cất tiếng cười ha ha, sau đó nhanh như chớp lao vụt vào truyền tống trận thời gian kia. Sau khi bước vào truyền tống trận, Diệp Huyên lập tức kinh ngạc sững sờ. Truyền tống trận thời gian. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ này. Thời gian duy độ trước kia có phần hư ảo, khó mà thực thể hóa, nhưng ở trong truyền tống trận không những được hóa thành thực thể mà còn có thể cải tạo để sử dụng. Không hề đơn giản. Vì hiện giờ hắn đã ở cảnh giới đăng thiên, còn tu luyện được một ít thời gian duy độ, có điều hắn khó mà cải tạo được thời gian duy độ này. Hắn từng nghĩ tới việc ngưng tụ thời gian duy độ thành kiếm, nhưng có vẻ khá khó nhằn. Chỉ là hắn cảm thấy bản thân có thể làm được. Gia Hòa bỗng nhiên cất lời, Diệp công tử, chúng ta sắp tới nơi rồi. Diệp Huyên nhìn về phía xa, mặt lộ vẻ tò mò, Gia Hòa cô nương, chỗ các cô được gọi là gì? Gia Hòa đáp, nguyên giới. Nguyên giới. Diệp Huyên nhíu mày, hắn chưa từng nghe về nơi này bao giờ. Gia Hòa cười nói, chỗ chúng ta cách Chư Thiên Thành rất rất xa. Nếu không có truyền tống trận thời gian duy độ thì ngay cả cường giả tuyệt trần cảnh cũng khó lòng tới được. Diệp Huyên nói khẽ, vũ trụ này quả nhiên vô cùng rộng lớn. Gia Hòa gật đầu, vũ trụ mờ mịt, không có giới hạn, chẳng ai biết điểm cuối ở nơi nào. Diệp Huyên gật đầu. Thật ra hắn cũng rất muốn đi xem thử vũ trụ lớn như thế. Hắn đã nghĩ rất kỹ, sau khi xử lý xong chuyện ở nguyên giới thì hắn sẽ dẫn theo An Lan Tú, Trương Văn Tú và Linh Nhi đi thăm thú khắp nơi. Hắn đã chán ngấy cái cảnh ngày ngày đánh nhau như hiện giờ rồi. Cuộc sống dạo chơi khắp nơi, tỏ ra ngầu lòi, rồi cưa cẩm các cô em mới tốt làm sao. Đúng lúc này,
ở phía xa xa của con đường truyền tống bỗng xuất hiện một luồng sáng màu trắng. Gia Hòa nói, chúng ta tới nơi rồi. Nói rồi, nàng ta và Diệp Huyên cùng xuyên qua luồng sáng, xuất hiện tại một khoảng trời. Diệp Huyên vừa mới bước ra liền ngây người. Trước mặt bọn họ lúc này có mấy nghìn người đang đứng. Hình 1. Trong đó thấp nhất là vô biên cảnh, còn đăng thiên cảnh thì có đến gần 100 người. Không chỉ vậy, nơi đây còn có cả 30 mấy cường giả tuyệt trần cảnh. Diệp Huyên sững sờ, nhiều đăng thiên cảnh và tuyệt trần cảnh như vậy ư? Giờ phút này, tất cả những người có mặt đều nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt không khỏi nghi hoặc. Gia Hòa đột nhiên đi tới trước mặt một ông lão, ông nội, con đã dẫn người về rồi. Ông lão nhìn Diệp Huyên một cái, có phải con dẫn nhầm người không hả? Gia Hòa lắc đầu, vị kiếm chủ áo xanh kia nói ông ấy đang bận, thế nên bảo con trai mình tới. Con trai ư? Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu hữu, cậu là con trai của kiếm chủ áo xanh sao? Diệp Huyên gật đầu. Giọng ông lão run run, vậy thì là thiếu chủ rồi còn gì? Tham kiến thiếu chủ. Sau đó ông lão cung kính cúi chào. Thấy ông lão cúi người như vậy, những người còn lại sau khi bừng tỉnh cũng đồng loạt hành lễ. Nhưng trong mắt họ vẫn đầy thắc mắc và nghi hoặc. Bởi vì bọn họ căn bản không hề biết kiếm chủ áo xanh nào cả. Thấy mọi người hành lễ với mình, Diệp Huyên vội vàng nói, các vị không cần đa lễ. Ông lão đánh giá Diệp Huyên, trong mắt lóe lên kinh ngạc, thiếu chủ đã đạt tới đăng thiên cảnh rồi ư. Dứt lời, ông ta liền vuốt râu cười, không hổ là con trai của kiếm chủ, quả nhiên cực kỳ ưu tú. Đăng thiên cảnh. Nghe ông lão nói xong, trong mắt đám người có mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Trẻ như vậy mà đã đạt đến cảnh giới đăng thiên, quả nhiên không hề đơn giản. Diệp Huyên nhìn ông lão trước mặt, cười nói, tiền bối quen phụ thân ta sao? Ông lão gật đầu, năm xưa tình cờ gặp được kiếm chủ. Nói rồi, ông lão lắc đầu cười khổ, nếu không phải lần này hết cách thì ta cũng sẽ không làm phiền kiếm chủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, phiền toái gì vậy? Hắn đột nhiên cảm thấy không ổn chút nào. Ông lão trầm giọng nói, thiếu chủ đi theo ta. Ông lão đi đầu, cả hàng người đi theo tới một nơi rất xa. Hình 1. Trong lúc trò chuyện dọc đường, Diệp Huyên đã biết tên của ông lão là Gia Nguyên, ông là gia chủ của gia tộc. Gia tộc chính là thế lực siêu cấp xếp thứ hai nguyên giới. Ở nguyên giới có tổng cộng 3 thế lực siêu cấp, đó chính là gia tộc, tiêu tộc và nguyên tộc. Nơi đây có tổng cộng 12 suối nguồn vĩnh sinh cấp linh, đây là lý do khiến cường giả cấp nguyên ở đây nhiều tới vậy. Nhưng đồng thời cũng là mối họa của nguyên giới. 12 suối nguồn vĩnh sinh cấp linh quả thật chính là thứ vô cùng hấp dẫn. Gia Nguyên dẫn Diệp Huyên đi vào gia tộc, vào đến đại điện, ông ta liền trầm giọng nói, tộc thú yêu hiện giờ đã bị chúng ta liên thủ chặn ở bên ngoài Thiên Sơn Trường Thành, nhưng tình hình hiện giờ rất không ổn, bởi vì nhờ có trận pháp cường đại nên chúng ta mới ngăn chặn được bọn chúng, nếu như trận pháp bị phá vỡ thì phần thắng của chúng ta sẽ vô cùng nhỏ. Diệp Huyên trầm giọng nói, thú nhân tộc. Gia Nguyên nhanh chóng giải thích, vốn dĩ là thú tộc và yêu tộc, thực lực đều rất mạnh. Chẳng qua hồi trước hai tộc này xung đột với nhau rất gay gắt, hai bên đều căm thù đối phương nên nguyên giới mới bình an vô sự. Cách đây không lâu, có một kẻ đã hợp nhất thú tộc và yêu tộc. Hợp nhất thú tộc và yêu tộc. Diệp Huyên hỏi, là ai? Gia Nguyên lắc đầu, không rõ. Chúng ta chỉ biết thú tộc và yêu tộc đã được hợp nhất, sáp nhập thành thú yêu tộc. Sau đó bọn chúng liền tiến hành xâm lược nguyên giới. Diệp Huyên trầm mặc. Mẹ nó chứ. Đây nào giống rắc rối nho nhỏ hả? Hắn chỉ một thân một mình tới đây hình như hơi qua loa thì phải. Gia Nguyên cười nói, nhưng giờ thiếu chủ đã tới rồi vậy thì chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Diệp Huyên. Việt. Gia Nguyên nhìn Diệp Huyên, thiếu chủ có chiêu át chủ bài, đúng chứ? Diệp Huyên chớp mắt, át chủ bài gì cơ? Biểu cảm của Gia Nguyên bỗng cứng ngắc, thiếu chủ, người thực sự chỉ tới một mình. Tất nhiên không phải ta coi thường thiếu chủ, nhưng đám thú yêu tộc này thực sự rất mạnh. Cường giả loài người cùng cấp bậc căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Chỉ một mình thiếu chủ thì... Diệp Huyên im lặng. Mẹ nó chứ?
Chẳng phải ông bố của hắn bảo đây chỉ là rắc rối nho nhỏ thôi sao? Làm gì có ông bố ruột nào đào hố cho con mình thế chứ? Mà cái hố còn thông đến chỗ chết luôn. Hắn bỗng có cảm giác nhức nhối thật sự. Hay là chuồn nhỉ? Nếu như hắn rời khỏi đây thì làm gì còn mặt mũi nào nữa? Nhưng nếu không đi thì hắn cảm thấy có khi mình bị hố chết mất thôi. Gia Nguyên nhìn Diệp Huyên, thận trọng hỏi, thiếu chủ. Diệp Huyên không nghĩ nữa, hắn nhìn về phía Gia Nguyên, cười nói, chẳng phải còn có các ông đấy sao? Gia Nguyên thoáng do dự, muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, chắc các ông sẽ không gửi gắm hết thảy hy vọng vào người khác đấy chứ. Gia Nguyên cười khổ, tất nhiên không phải, nhưng thiếu chủ, nếu chỉ có mình cậu, vậy thì có vẻ hơi nguy hiểm. Diệp Huyên vội vàng nói, vậy ta về nhé. Gia Nguyên nghe thấy vậy liền sửng sốt. Đám người có mặt cũng sửng sốt. Hình như thiếu chủ này muốn chạy thì phải. Đúng lúc này, Gia Hòa lại đột nhiên nói, ông nội không biết rồi. Thiếu chủ chính là siêu cấp thiên tài trăm vạn năm có một. Mặc dù chỉ là đăng thiên cảnh nhưng giết tuyệt trần cảnh như giết chó, kể cả cường giả trên tuyệt trần cảnh đứng trước mặt hắn thì cũng chỉ là sâu bọ mà thôi. Biểu cảm của Diệp Huyên cứng đờ, hắn nhìn sang Gia Hòa bằng vẻ mặt kinh ngạc. Bộ ta có chém gió về mình thế sao? Thế à? Ủa, hắn từng nói như vậy thật hả? Hắn có nhớ đâu? Nghe xong lời Gia Hòa nói, Gia Nguyên liền nhìn về phía Diệp Huyên. Thiếu chủ thật sự có thể giết chết tuyệt trần cảnh trong nháy mắt ư? Gia Hòa cũng nhìn Diệp Huyên, thậm chí trong mắt còn chứa vẻ sùng bái. Diệp Huyên thoáng do dự một lát mới nói, cha ta từng nói làm người cần phải khiêm tốn. Nghe vậy, Gia Hòa liền cười, vậy tức là có thể rồi. Không hổ là con trai kiếm chủ, ha ha. Diệp Huyên ngỡ ngàng. Người này lý giải lời hắn nói kiểu gì vậy trời? Hắn nói có thể lúc nào hả? Đúng lúc này, một lão áo đen đột nhiên xuất hiện trong điện, ông ta hơi thi lễ với Gia Nguyên, đang muốn nói gì đó thì Gia Hòa lại cất lời trước, đầu tiên tham kiến thiếu chủ. Từ nay về sau, gia tộc chúng ta sẽ chỉ nghe theo lệnh thiếu chủ. Nghe xong lời Gia Nguyên nói, những cường giả gia tộc có mặt đều sững sờ. Chỉ nghe lệnh thiếu chủ. Có vài trưởng lão toan nói gì đó nhưng đều bị Gia Nguyên ngăn lại. Tộc nhân của ông chưa từng gặp kiếm chủ áo xanh nên không biết ngài ấy đáng sợ tới mức nào, còn ông thì rất rõ. Hình một. Đó chính là người đàn ông chẳng khác nào thần linh. Chắc chắn con trai của một người đàn ông tài giỏi như thế cũng không thể nào kém cỏi. Ông lão áo đen kia hơi cúi người với Diệp Huyên, tham kiếm thiếu chủ. Diệp Huyên. Ông lão áo đen trầm giọng báo cáo, gia chủ, thiếu chủ, thú yêu tộc vừa mới phát động tấn công lần nữa. Tổn thất phía chúng ta có hơi lớn, chết 6 đăng thiên cảnh và hơn 30 hư vô cảnh. Gia Nguyên trầm giọng nói, phe địch thì sao? Ông lão áo đen hơi do dự, đối phương không có đăng thiên cảnh nào chết, hư vô cảnh thì chết 2 người. Nghe vậy, vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều xa sầm. Diệp Huyên cũng cảm thấy khó coi, bộ chứ sức chiến đấu của hai bên cách nhau xa nhiều lắm hả? Chết 6 đăng thiên cảnh mà phe địch lại không tổn hại ai cùng cấp bậc. Thế thì đỏ cái búa ấy. Hắn lại muốn chạy rồi đây. Mà lúc này, Gia Nguyên nhìn sang Diệp Huyên, thiếu chủ, cậu thấy sao? Đám người trong điện cùng đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm mặc một lát mới cất lời, cả nguyên giới đều đã liên thủ với nhau rồi à? Gia Nguyên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên lại hỏi, có đồng lòng không? Gia Nguyên đáp, tất nhiên là đồng lòng rồi. Nếu lúc này còn mang ý xấu thì đúng là chỉ có thể chờ chết. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng sức chiến đấu của hai bên vẫn rất lớn, đúng chứ? Gia Nguyên trầm giọng, số lượng cường giả cấp cao cũng tương đương, thậm chí phe ta còn nhiều hơn, thế nhưng sức chiến đấu thì cách biệt khá lớn, bởi vì thân thể của đám thú yêu kia đều vô cùng mạnh mẽ. Một yêu thú đăng thiên cảnh có thể giết chết được hai cường giả đăng thiên cảnh loài người. Diệp Huyên lại hỏi, những cường giả cấp bậc thấp hơn cũng vậy. Gia Nguyên gật đầu. Sức chiến đấu quá chênh lệch. Diệp Huyên trầm mặc. Không dễ xử lắm nhỉ. Nếu hắn gọi kiếm mình tới thì hẳn là có thể đối kháng về sức chiến đấu với đám yêu thú kia. Nhưng hắn không muốn kéo kiếm mình vào chuyện này.
vì dù sao chuyện này cũng không hề liên quan tới Kiếm Minh. Về phần hắn, chắc chắn hắn sẽ không chạy. Cha hắn đã bảo hắn tới đây giúp thì chắc chắn sẽ không thể đơn giản như vậy, bởi vì nếu chỉ là giao tình bình thường thì ông ấy sẽ không bảo hắn tới. Hình 1. Nếu như hắn chạy rồi thì người mất mặt không chỉ là mình hắn, mà còn cả cha hắn nữa. Lúc này, ông lão áo đen kia bỗng trầm giọng báo, thú yêu tộc lại khởi xướng tấn công rồi. Gia Nguyên nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng đứng dậy. Vậy thì đi thôi, cùng đi xem. Đám người đồng loạt đứng dậy. Lúc này, Gia Hòa đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta khẽ kéo ống tay áo của hắn, sau đó nhỏ giọng hỏi, công tử có thể giết thú yêu tộc trong một kiếm chớp nhoáng không? Diệp Huyên có chút cạn lời. Em gái này đã tin tưởng hoàn toàn vào những lời mình nói lúc trước. Nàng ta không phải đang trào phúng, nàng ta thực sự cho rằng hắn có thực lực tiêu diệt thú yêu tộc. Một kiếm diệt thú yêu tộc. Suy nghĩ này của cô gái có hơi nguy hiểm nha. Mẹ nó. Lần sau ra vẻ phải có chừng mực. Bằng không, có thể sẽ rất xấu hổ. Hiện tại hắn có hơi xấu hổ. Rất nhanh, đoàn người rời khỏi gia tộc, chạy thẳng đến Thiên Sơn Trường Thành. Thiên Sơn Trường Thành, đó là bức thành che chở cuối cùng để phòng ngự thú yêu tộc. Một khi nơi đó bị phá, thú yêu tộc sẽ tiến quân thần tốc, tốc hành qua toàn bộ nguyên giới. Mà khi đó, đối nguyên giới mà nói, chính là một tai họa. Mà Diệp Huyên phát hiện, nguyên giới không chỉ có ba thế lực lớn, mà còn có rất nhiều thế lực nhỏ. Cả nguyên giới, ít nhất cũng có trên 100 triệu sinh linh. Nếu Thiên Sơn Trường Thành bị phá, có thể tưởng tượng được kết cục của những sinh linh này. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Gia Nguyên tiền bối, ngươi và cha của ta quen nhau như thế nào? Hắn thật ra vẫn có chút tò mò. Hắn phát hiện, cha hắn kết giao bạn bè rất rộng rãi, hoàn toàn không giống với Thanh Nhi và Đại Ca. Gia Nguyên cười nói, chúng ta quen nhau ở Thiên Tội Chi Đô, lúc ấy, một nhóc màu trắng của ông ấy nhìn trúng một đồ vật của ta, sau đó cứ đòi lấy một sâu kẹo hồ lô đổi với ta. Diệp Huyên cười ha ha. Không cần phải nói, khẳng định chính là Tiểu Bạch. Hình 1. Chỉ có Tiểu Bạch mới có thể làm ra loại chuyện này. Gia Nguyên lại nói, ta thấy cô bé đáng yêu, liền tặng cho cô bé. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Huyên lộ vẻ kinh ngạc, đồ vật cô bé nhìn chúng tuyệt đối không phải đồ bình thường, tiền bối cứ như vậy tặng cho cô bé. Gia Nguyên cười nói, kỳ thực, cũng có tư tâm. Bởi vì cô bé là linh tổ, ta muốn cùng cô bé kết thiện nhân. Diệp Huyên cười nói, tiền bối chưa từng nghĩ đến việc cướp cô bé đi. Gia Nguyên vội vàng lắc đầu, sao dám có ý nghĩ như vậy trong đầu. Linh tổ kia vừa nhìn là biết đã nhận người khác làm chủ, mà người có thể làm cho một vị linh tổ nhận chủ, sao có thể là một người bình thường. Đặc biệt đối phương lại còn dám để linh tổ đi dạo lung tung một mình. Nói xong, ông ấy lắc đầu cười, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đối phương nhất định không phải người bình thường. Diệp Huyên thấp giọng thở dài trong lòng. Đây mới là tộc trưởng của tộc lớn chứ. Cái tên Thiên Diệp kia là cái thứ gì? Gia Nguyên lại nói, nhưng mà, cô bé cũng không có lấy không thứ đó của ta, cô bé vẫn đưa cho ta một sâu kẹo hồ lo. Nói xong, ông ấy cười khổ không thôi. Diệp Huyên cũng cười ha ha, ở trong lòng Tiểu Bạch, kẹo hồ lô thật sự rất quý giá. Thật ra, điều này đều phải trách người đàn ông áo xanh. Bởi vì người đàn ông áo xanh từng nói với Tiểu Bạch, không thể tùy tiện lấy đồ của người khác, trừ phi lấy thứ quý giá để đổi. Nhưng y căn bản không hề nghĩ đến, ở trong lòng Tiểu Bạch, thứ quý giá nhất chính là kẹo hồ lô. Bởi vậy, trong thế giới cô bé cảm thấy đưa kẹo hồ lô cho ngươi, như vậy đã là vô cùng có thành ý rồi. Lúc này, Gia Nguyên lại nói, sau khi cô bé chạy không bao lâu, cha ngươi liền dẫn theo cô bé đến đây. Nhất định đem món đồ đó trả lại cho ta, lúc ấy ta cũng không nhận lại, đã nói tặng cho cô bé rồi. Coi như kết thiện duyên, cha ngươi cũng đã đồng ý. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Hóa ra, Gia Nguyên và cha bởi vì Tiểu Bạch mà quen nhau. Nhưng, không thể không nói, Gia Nguyên này thật sự rất khí phách. Bởi vì món đồ mà Tiểu Bạch nhìn chúng tuyệt đối không phải đồ bình thường, vậy mà ông ấy lại có thể trực tiếp tặng đi.
Gia Nguyên lại nói, thiếu chủ, kiếm chủ bọn họ vẫn tốt chứ? Diệp Huyên cười nói, bọn họ rất tốt, cha của ta Tiêu Dao rất thoải mái. Kỳ thực hắn cũng có chút tò mò cha và đại ca phải đi đến đâu, thực lực của hai người bọn họ đều vô cùng khủng bố, tổ hợp cùng một chỗ, chắc chắn là phải làm chuyện đại sự. Hắn ngược lại có chút muốn đi cùng bọn họ, đáng tiếc, cha không dẫn hắn theo. Có đôi khi hắn còn nghi ngờ, hắn rốt cuộc có phải con ruột không? Hình 1. Gia Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cười nói, thiếu chủ, chúng ta tới rồi. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn về xa xa, cách đó không xa nơi mây mù phía chân trời, mơ hồ có thể thấy một tòa tường thành to lớn rộng vô biên. Thiên Sơn Trường Thành, Gia Nguyên nhẹ giọng nói, bên ngoài Thiên Sơn Trường Thành này chính là thú yêu tộc. Diệp Huyên đang muốn nói, đúng lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ầm. Trong nháy mắt, dãy núi chấn động, mặt đất rung rinh. Diệp Huyên nhíu mày, đây là... Gia Nguyên trầm giọng nói, thú yêu. Diệp Huyên trừng mắt, mạnh như vậy sao? Gia Nguyên gật đầu, những yêu thú đăng thiên cảnh càng mạnh hơn. Thú yêu đạt tuyệt trần cảnh. Nói đến đây, sắc mặt ông ấy trở nên càng nghiêm trọng. Không chỉ Gia Nguyên, sắc mặt của những cao thủ gia tộc kia cũng trở nên nghiêm trọng. Một vài người trong số bọn họ đã từng giao đấu với thú yêu tuyệt trần cảnh, biết rất rõ sự đáng sợ của cao thủ tuyệt trần cảnh của thú yêu tộc. Yêu thú muốn tu luyện đến tuyệt trần cảnh, kỳ thực vô cùng khó, bởi vì bọn chúng cơ bản đều chỉ có thể dựa vào tu luyện thân thể cố hướng đến tuyệt trần cảnh. Nhưng chính bởi vì như thế, một khi bọn chúng đạt tới tuyệt trần cảnh, thì sẽ vô cùng khủng bố. Có thể nói, hai người cao thủ tuyệt trần cảnh cũng có chút khó để ngăn cản một cao thủ yêu thú tuyệt trần cảnh. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, ở chỗ ngực trái của ông lão có khắc một chữ Nguyên nho nhỏ. Hiển nhiên, đây là người của Nguyên tộc. Ông lão nhìn chằm chằm Gia Nguyên người dẫn đầu, cứu binh của các ngươi đâu. Gia Nguyên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ông lão cũng nhìn về phía Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên. Ông ta nhíu mày, là hắn. Gia Nguyên gật đầu. Ông lão lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, Gia Nguyên, ngươi là đang nói đùa sao? Gia Nguyên hơi khó chịu, Nguyên Khởi, ngươi có ý gì? Nguyên Khởi nói bằng giọng lạnh lùng, đây chính là cứu binh mà ngươi dẫn toàn tộc đi nghênh đón. Ngươi muốn cười chết ta sao? Sắc mặt Gia Nguyên trầm xuống, Nguyên Khởi, không bằng chúng ta giao đấu một chút đã. Nguyên Khởi lạnh nhạt nói. Gia Nguyên tộc trưởng, ta làm sao dám giao đấu với ngươi? Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cười lạnh, cử tộc đi nghênh đón một thằng nhóc, thật đúng là gia tộc ngươi. Gia Nguyên tộc trưởng, người mà ngươi gọi đến chính là một trò cười. Nói xong, ông ta trực tiếp xoay người biến mất ở phía cuối chân trời. Gia Nguyên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt lộ vẻ áy náy, thiếu chủ, thật có lỗi. Diệp Huyên cười nói, không sao. Gia Nguyên trầm giọng nói, thiếu chủ, ta nghĩ rồi, người vẫn là trở về đi. Diệp Huyên nhìn Gia Nguyên vội vàng nói, ta không có ý gì khác, chủ yếu là, lần này thiếu chủ đến hỗ trợ, mà người của chúng ta lại đối xử với ngươi như thế, trong lòng ta thật sự áy náy, bởi vì ngươi căn bản không có nghĩa vụ phải trợ giúp chúng ta. Nhưng ngươi vẫn đã đến đây, nhưng mà lại nhận phải sự đối đãi như này. Nói xong, ông ấy thấp giọng thở dài. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên dâng lên chút thiện cảm với Gia Nguyên, chẳng trách ông lão này có thể kết được thiện duyên với cha. Cách ông ấy đối nhân xử thế, thật sự không có gì để nói. Giờ phút này, hắn lại nghĩ đến Thiên Diệp nào đó. Hắn là cái thứ gì vậy? Thiên Diệp. Gia Nguyên đang muốn nói, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Gia Nguyên tiền bối, lần này ta đến, là bởi vì các ngươi. Không phải bởi vì bọn họ, cho nên, mặc kệ bọn họ là được rồi. Gia Nguyên do dự một lát, sau đó nói, thiếu chủ, gia tộc ta và Nguyên tộc trước nay đều không phải đặc biệt đối đầu, ta sợ bọn họ đợi tiếp tục nhằm vào ngươi. Diệp Huyên cười nói, vậy ta có thể giết bọn họ không? Gia Nguyên ngây người. Một bên, Gia Hòa đột nhiên nói, đương nhiên có thể. Diệp Huyên nhìn về phía Gia Hòa, cười nói, vì cái gì? Gia Hòa nói, không vì cái gì cả. Bọn họ vô cớ nhằm vào ngươi,
người đương nhiên có thể giết bọn họ, điều này có vấn đề gì sao? Diệp Huyên cười ha ha, không vấn đề gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Gia Nguyên, tiền bối, chúng ta đi thôi. Ta cũng muốn nhìn một chút thú yêu tộc này. Gia Nguyên suy nghĩ, sau đó gật đầu, được, mặc kệ như thế nào, gia tộc ta đều sẽ đứng đằng sau thiếu chủ. Nói xong, đoàn người đi về phía Thiên Sơn Trường Thành. Hình 1. Chỉ chốc lát, mọi người đã tới Thiên Sơn Trường Thành, không thể không nói, Thiên Sơn Trường Thành thật sự rất khí thế, tường thành xây dựng dựa vào núi, toàn bộ đều được tạo thành từ một vài loại chất liệu đặc biệt, còn kiên cố hơn so với huyền thiết cứng rắn nhất. Đương nhiên, nó là hoàn toàn không đủ. Diệp Huyên phát hiện, phía trên những tường thành này, trải đủ các loại phù văn. Ở phía trên tường thành, cứ cách mấy trượng lại có một trận pháp. Mà Diệp Huyên còn phát hiện, ở dãy núi phía sau tường thành có rất nhiều hơi thở mạnh mẽ ẩn núp. Tuyệt trần cảnh thật sự có không ít. Hắn đã hơi xem nhẹ cao thủ của thế lực nguyên giới này. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, bên ngoài tường thành cách mấy nghìn trượng, là một dãy núi chập trùng liên tục, nơi dãy núi, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ. Diệp Huyên phát hiện, những mây mù kia không phải mây mù bình thường, bởi vì nếu là mây mù bình thường, hắn sẽ có thể nhìn thấu bằng mắt thường. Nhưng mà những mây mù này giống như là một lá chắn, ngăn cản tầm mắt của hắn. Diệp Huyên đang muốn thi triển thần thức, nhưng rất nhanh lại ngừng lại. Đối diện không phải là yêu thú bình thường, nếu bây giờ hắn thi triển thần thức, đối diện chắc chắn sẽ phát hiện. Một bên, Gia Hòa đột nhiên nói, thiếu chủ, nơi này chính là khu vực gia tộc chúng ta trấn thủ, nơi này tổng cộng chia làm 3 khu vực, thế lực nguyên gia mạnh nhất, cho nên bọn họ phụ trách cửa chính khó phòng thủ nhất, mà chúng ta và Tiêu gia thì phụ trách hai bên trái phải. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn lại nhìn về phía xa xa, nhưng mà, hắn không cảm nhận được gì. Đúng lúc này, xa xa phía trên tường thành đột nhiên có đoàn người đi tới. Ước chừng có khoảng 13 người. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc giáp trắng, thoạt nhìn người đàn ông cũng tầm hơn 20 tuổi, bộ giáp trắng như tuyết, rất là anh tuấn sáng sủa. Nhưng, đôi mắt người đàn ông vô cùng lạnh lùng, mang lại cho người ta cảm giác người lạ chớ vào. Một bên, Gia Hòa nhẹ giọng nói, là Nguyên Yếm của Nguyên gia, người đứng đầu thời nay của Nguyên gia. Diệp Huyên nhìn về phía Nguyên Yếm này là hư vô cảnh. Mà 12 người phía sau Nguyên Yếm toàn bộ cũng đều là hư vô cảnh. Trong đó, đều là con cháu của Nguyên gia và Tiêu gia. Đoàn người của Nguyên Yếm đi đến trước mặt Gia Nguyên, bọn họ hơi hành lễ với Gia Nguyên, bái kiến gia tộc trưởng. Gia Nguyên khẽ gật đầu, đây là chuẩn bị đi tuần tra rồi. Hình 1. Nguyên Yếm gật đầu, người của gia tộc đã chuẩn bị xong chưa? Gia Nguyên nhìn về phía Gia Hòa gật gật đầu. Nàng ta và một vài người thế hệ trẻ của gia tộc đứng dậy. Lúc này, Gia Hòa dường như nghĩ đến cái gì, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cùng đi không? Thấy Gia Hòa mời Diệp Huyên, đám người Nguyên Yếm lập tức nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, được. Thấy Diệp Huyên đồng ý, Gia Hòa nhất thời nở nụ cười. Mà một bên, Gia Nguyên dường như muốn nói gì đó, nhưng ông ta có chút do dự. Nguyên Yếm nhìn thoáng qua Gia Hòa, đi. Nói xong, đoàn người hướng về phía xa xa đi đến tường thành. Diệp Huyên và Gia Hòa đi theo. Diệp Huyên và Gia Hòa cùng với những thiên tài của gia tộc đi ở cuối đoàn, Gia Hòa chỉ Nguyên Yếm ở phía xa, hắn ta là thiên tài xuất sắc nhất của nguyên tộc, nghe nói mười mấy năm trước hắn ta đã đạt tới hư vô cảnh đỉnh cao, thậm chí có lời đồn hắn ta đã đạt đến bán bộ đăng thiên cảnh. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Nguyên Yếm. Hơi thở của Nguyên Yếm này hùng hậu, là một vị cao thủ hư vô cảnh không có hơi nước. Giống như kẻ cuồng kiếm. Tuy rằng người chưa đạt đến đăng thiên cảnh, nhưng tuyệt đối có thực lực chiến đấu một trận với đăng thiên cảnh. Gia Hòa lại chỉ người đàn ông áo đen bên cạnh Nguyên Yếm, hắn ta tên Nguyên Hưu, cũng là một trong những thiên tài của nguyên tộc, là một trong những người tranh giành thế tử. Cũng rất yêu nghiệt, nhưng vẫn bị Nguyên Yếm vượt một bậc. Diệp Huyên nhìn sang người đàn ông bên cạnh Nguyên Hưu, người đàn ông thoạt nhìn có chút gầy, hơn nữa sắc mặt hơi tái nhợt. Gia Hòa nói, Nguyên Thanh, hắn ta cũng là một vị thiên tài siêu cấp, nhưng từ nhỏ cơ thể yếu nhiều bệnh, cho dù nguyên tộc đã dùng vô số thiên tài địa bảo cũng không có tác dụng.
Nói xong, nàng ta dừng một chút, lại nói, người này có chút lợi hại, bởi vì hắn cũng là hư vô cảnh. Mà có thể tu luyện đến hư vô cảnh với thân thể như vậy, đây là việc cần ý chí vô cùng lớn. Diệp Huyên nói, hắn ta cũng tranh ngôi thế tử sao? Nguyên Thanh lắc đầu, không. Hắn vẫn luôn không có tham vọng, nếu không phải lần này thú yêu tộc đột kích, sợ là hắn ta căn bản sẽ không xuất hiện trước người đời. Đây là một người rất khiêm tốn. Khiêm tốn. Diệp Huyên liếc nhìn Nguyên Thanh, lúc này, Nguyên Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Huyên mỉm cười, xem như chào hỏi. Nguyên Thanh cũng mỉm cười. Mà một bên, một gã đàn ông áo bào hoa đột nhiên cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Hình 1. Người đàn ông nhìn thoáng qua Diệp Huyên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức, hắn ta cũng khẽ gật đầu chào hỏi. Bên cạnh Diệp Huyên, Gia Hòa nói, người vừa chào hỏi với ngươi là người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ của tiêu tộc, tên Tiêu Quyết. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Gia Hòa, cười nói, gia tộc chính là cô, đúng không? Gia Hòa gật đầu, phải. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn bốn phía, chúng ta phải tuần tra cái gì? Gia Hòa nói, thường xuyên có một vài thú yêu đến gây rối và tập kích, chúng ta tuần tra khoản này. Nói xong, nàng ta hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, người đợi, chớ tùy tiện xuất kiếm. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Gia Hòa nghiêm túc nói, uy lực kiếm của công tử quá lớn, ta sợ công tử sẽ phá hủy Thiên Sơn Trường Thành của chúng ta mất. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Xong rồi. Cô gái này thật sự nghĩ hắn có thể một kiếm hủy diệt cả một vũ trụ. Mẹ nó, lần sau thật sự không thể tùy tiện chém gió nữa. Đúng lúc này, xa xa Nguyên Yếm đột nhiên dừng lại. Mà gần như là cùng lúc, Diệp Huyên cau mày lại. Gia Hòa quay đầu nhìn, có hơi thở của thú yêu. Diệp Huyên gật đầu, hắn vừa mới cảm nhận thấy một hơi thở chợt xoẹt qua từ bốn phía, tốc độ cực nhanh. Gia Hòa trầm giọng nói, cẩn thận một chút, trong thú yêu tộc, có một đám sát thủ vô cùng thần bí, những thú yêu này rất giỏi thuật ám sát mỗi lần giao chiến, chúng ta đều có rất nhiều người chết trong tay bọn chúng. Diệp Huyên cười nói, xem ra, bọn họ nhắm vào chúng ta rồi. Gia Hòa gật đầu, nàng ta đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Nguyên Yếm ở cách đó không xa đột nhiên biến mất tại chỗ. Diệp Huyên lập tức quay đầu, ngoài thành cách mấy chục trượng. Một không gian đột nhiên tối đen, ngay sau đó, một người đàn ông đi ra. Chính là Nguyên Yếm kia, mà trong tay hắn ta cầm theo một cái đầu yêu thú máu chảy đầm đìa. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Nguyên Yếm, người này tuyệt đối có thực lực chiến đấu với Đăng Thiên Cảnh. Nếu hắn ta đạt đến Đăng Thiên Cảnh, chỉ sợ cũng một vị khó tìm đối thủ cùng đẳng cấp. Một bên, Nguyên Hưu mỉm cười, đại ca thực lực thật tốt. Nguyên Thanh hơi gật gật đầu. Không nói gì. Nguyên Yếm tùy tiện ném cái đầu kia đi, sau đó trở lại phía trên tường thành, đoàn người tiếp tục đi. Mà Diệp Huyên cũng quay đầu nhìn lướt qua, hắn nhăn mày lại. Lúc này, Gia Hòa hỏi, sao thế? Diệp Huyên thu hồi ánh mắt, cười nói, cẩn thận một chút. Gia Hòa trầm giọng nói, vẫn còn thú yêu. Diệp Huyên gật đầu. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, có biết đối phương ở nơi nào không? Diệp Huyên lắc đầu, đối phương rất quỷ dị, ta không thể bắt được vị trí xác định, trừ phi xuất kiếm. Gia Hòa vội vàng lắc đầu, không không, công tử không thể xuất kiếm, kiếm của công tử có uy lực quá lớn, sẽ làm tổn hại nơi này. Diệp Huyên. Gia Hòa đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, phía trước Nguyên Yếm lại dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn lướt qua, nhíu mày. Rõ ràng, hắn ta cũng đã cảm nhận thấy. Nguyên Yếm đạp nhẹ chân phải, cả người trực tiếp biến mất. Ầm vang. Ngoài tường thành, một vùng không gian đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một bóng đen liên tục lùi mạnh về sau, nhưng là lui dần liền biến mất. Lúc này, Nguyên Yếm cũng đi ra từ trong không gian vỡ vụn kia. Nguyên Yếm vẻ mặt bình tĩnh, bọn chuột nhắt nhát gan. Ha ha. Lúc này, không gian trước mặt Nguyên Yếm đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một gã đàn ông xuất hiện trước mặt Nguyên Yếm. Người đàn ông có cơ thể loài người, nhưng diện mạo lại vô cùng xấu xí. Thú yêu. Gã thú yêu nhìn Nguyên Yếm,
cười ha ha, ngươi chính là thiên tài đứng đầu nguyên giới, Nguyên Yếm. Nguyên Yếm mặt không chút biểu cảm, nói lời vô nghĩa làm gì? Đến chiến là được. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, gã thú yêu kia đột nhiên đánh một quyền ra. Ầm. Trong nháy mắt một quyền đánh ra kia, không gian trong phạm vi hàng chục nghìn trượng quanh đây giống như bị một búa tạ nện xuống, chấn động một trận. Ầm vang. Một ánh sáng trắng bỗng nhiên nổ ra trước mặt gã thú yêu kia, ngay sau đó, gã thú yêu lập tức bị đánh lùi mạnh về sau đến hàng trăm trượng. Mà hắn ta vừa dừng lại, Nguyên Yếm đã đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ta, sau đó đạp mạnh một cước xuống. Hình một. Ầm, một cước đạp xuống, không gian nơi đỉnh đầu gã thú yêu trực tiếp sụp đổ, lực lượng mạnh mẽ đánh gã thú yêu rơi xuống phía dưới tường thành, ầm. Trước tường thành một hố sâu to lớn chợt xuất hiện, mà gã thú yêu kia đã không còn thấy bóng người. Nguyên Yếm nhìn thoáng qua hố sâu kia, xoay người bước đi. Bên cạnh Diệp Huyên, Gia Hòa nhẹ giọng nói, Nguyên Yếm này hình như càng mạnh hơn rồi. Diệp Huyên không đáp lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, phía sau Nguyên Yếm khoảng nghìn trượng, một người đàn ông chậm rãi đi tới. Người đàn ông không khác mấy so với con người, không xấu, đỉnh đầu có hai chiếc sừng dài màu đen. Lúc này, Nguyên Yếm cũng dừng lại, hắn ta xoay người nhìn về phía người đàn ông kia, lúc này, người đàn ông đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Nguyên Yếm nheo mắt, hai tay đan vào nhau, hướng mạnh lên trên. Cứng rắn đối đầu. Ầm vang. Mọi người còn chưa phản ứng lại, không gian xung quanh đã trực tiếp vỡ ra, ngay sau đó, hai bóng người liên tục bạo lui. Rất nhanh, Nguyên Yếm lùi trở về trên trường thành, mà người đàn ông kia cũng dừng lại sau khi lùi trăm trượng. Sau khi người đàn ông dừng lại, hắn ta nhìn về phía Nguyên Yếm, cười nói, tiếp tục. Nguyên Yếm đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, trong mắt người đàn ông hiện lên một tia dữ tợn, hắn ta lập tức đánh một quyền ra. Cứng rắn đối đầu. Một quyền này của người đàn ông đánh ra, mọi người cảm thấy giống như trời sụp, cả tầm mắt tối sầm lại. Bởi vì trong nháy mắt người đàn ông ra quyền, không gian bên ngoài tường thành trực tiếp bị mai một. Ầm. Trong không gian tối đen kia, một bóng đen đột nhiên lùi mạnh về sau. Chính là gã thú yêu kia. Nhưng mà lùi chưa bao xa, gã thú yêu đột nhiên tung người nhảy, trực tiếp đâm vào. Ầm vang. Không gian mai một kia lại lần nữa bị sụp đổ, mà Nguyên Yếm thì bị chấn động bay thẳng về tường thành. Gã thú yêu không ra tay nữa, hắn ta nhìn Nguyên Yếm, đi ra. Nguyên Yếm không có chút do dự, trực tiếp thả người nhảy, nhưng mà, khi hắn bay ra đi, gã thú yêu kia đột nhiên biến mất. Hình một. Xoẹt, một tiếng xé rách chợt vang vọng, ngay sau đó, gã thú yêu đã xuất hiện trước mặt Nguyên Yếm, hắn ta trực tiếp đánh thẳng vào đầu Nguyên Yếm. Nguyên Yếm chắp tay lại bấm tay niệm thần chú ngay sau đó, một luồng sáng đen đột nhiên thổi quét ra từ cơ thể hắn ta. Ầm vang. Gã thú yêu lập tức bị ánh sáng đen kia chấn động bay xa hàng trăm trượng, mà lúc này, Nguyên Yếm đột nhiên đứng từ xa hướng về gã thú yêu, áp tay xuống. Suy. Xa xa, trên đầu gã thú yêu, không gian đột nhiên vỡ ra, một bàn tay màu đen khổng lồ ấn mạnh xuống. Gã thú yêu ngẩng đầu, hắn ta dậm chân phải, cả người phóng lên cao. Lại cứng rắn đối đầu. Ầm vang. Gã thú yêu kia trực tiếp đâm vào trưởng ấn màu đen khổng lồ kia, toàn bộ bàn tay khổng lồ nổ tung trong nháy mắt, mà lúc này, Nguyên Yếm chợt xuất hiện trước mặt gã thú yêu. Không hề nhiều lời. Nguyên Yếm trực tiếp đánh một quyền ra. Một quyền này đánh ra, nơi đây vậy mà xuất hiện một âm thanh quỷ dị, âm thanh này giống như tiếng niệm kinh. Ầm vang. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, gã thú yêu kia trực tiếp bị chấn ra xa nghìn trượng, mà hắn ta vừa dừng lại, trước ngực hắn đã rách ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà giờ phút này trong lòng bàn tay Nguyên Yếm, một Phật ấn màu đen bay lơ lửng, không chỉ như thế, trên đầu Nguyên Yếm còn có một Phật tượng mờ ảo. Sau khi đánh lui gã thú yêu, Nguyên Yếm biến mất tại chỗ, nhưng ngay sau đó, một ánh sáng trắng chợt lóe qua từ giữa trận. Ầm vang. Nguyên Yếm lập tức trở lại. Nguyên Yếm quay đầu nhìn về phía bên phải, cách mấy trăm trượng phía bên phải, nơi đó, một cô gái từ từ đi đến.
Cô gái mặc một chiếc váy dài bó sát người màu đen, mái tóc đen như mực xõa dài qua mông, trong tay phải của nàng ta cầm hai quân cờ. Một đen một trắng. Cô gái cũng không phải loài người, bởi vì tai của nàng ta to hơn con người một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của nàng ta. Cô gái nhìn Nguyên Yếm, mỉm cười, hóa ra là truyền nhân của thần miếu ma đạo. Thần miếu ma Phật. Diệp Huyên nhíu mày, Nguyên Yếm này là người của thần miếu. Bên cạnh Diệp Huyên, sắc mặt của Gia Hòa vô cùng nghiêm trọng, hắn ta vậy mà được thần miếu nhìn chúng. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Gia Hòa, thần miếu rất lợi hại sao? Gia Hòa nhìn Diệp Huyên giống như nhìn quái vật vậy, người không biết thần miếu sao? Diệp Huyên cười nói, biết một chút, nhưng không nhiều lắm. Gia Hòa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Diệp công tử, ta biết ngươi rất lợi hại, cha của ngươi cũng rất lợi hại, nhưng là, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nhất định đừng trêu chọc thần miếu. Không chỉ như thế, cho dù là khi nhắc đến thần miếu, cũng nhất định không được có từ ngữ bất kính. Bằng không, ngươi sẽ gặp đại họa, nhớ lấy, nhớ lấy. Diệp Huyên. Chấm 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 chấm. Thần miếu. Nghe thấy lời của Gia Hòa, Diệp Huyên đã biết, có thể mình đã đánh giá thấp thần miếu rồi. Lúc trước gặp được không di thần miếu, đối phương ở trong thần miếu e rằng chỉ là người làm việc vặt thôi. Hắn lại càng hiếu kỳ về thần miếu này. Gia Hòa đột nhiên vỗ nhẹ cánh tay Diệp Huyên, người có nghe ta nói không? Diệp Huyên thôi nghĩ ngợi, cười nói, đang nghe. Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, đừng gây chuyện với thần miếu. Nhất là một mạch ma đạo này, biết không? Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, bên trong thần miếu này phân chia phe phái sao? Gia Hòa gật đầu, chia thành hai nhóm, một là ma đạo, nhóm còn lại là thánh đạo. Diệp Huyên hỏi, có gì khác biệt không? Gia Hòa nói, nghe nói nhánh ma đạo coi trọng việc nghe theo nội tâm, không kiềm chế nội tâm. Vì vậy, bọn họ đều là những người giàu cảm xúc. Mà nhánh thánh đạo lại coi trọng việc kiềm nén nội tâm. Kiềm nén bản thân. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu, cụ thể thì ta cũng không biết. Nhưng, dù là nhánh thánh đạo hay là nhánh ma đạo, thì đều vô cùng đáng sợ. Dù cho mạnh như thú yêu nhất mạch nhưng bọn họ cũng sẽ không tùy tiện kiếm chuyện với thần miếu này. Diệp Huyên gật đầu. Thật ra, hiện tại hắn càng hiếu kỳ về một thế lực khác, hắn nhớ cha từng nói, ngoài thần miếu, còn có một thế lực mạnh nữa. Nhưng... lúc đó cha không nói hết. Người cha già này cũng thật là. Thế lực của cha chẳng phải cũng là thế lực của con sao? Dù sao, của cha sớm muộn gì cũng là của con, mà lại còn giấu giếm như vậy, đúng thật là. Lúc này, cô gái thú yêu mặc váy đen đi đến trước mặt Nguyên Yếm, nàng ta nhìn Nguyên Yếm, khẽ nhếch miệng, nào, để ta lĩnh giáo sức mạnh của đệ tử ma đạo xem nào. Hình 1. Vừa dứt lời. Nàng ta khẽ vung tay phải, thoáng chốc, cô gái thú yêu váy đen và Nguyên Yếm kia đã xuất hiện trong tinh không nào đó, mà vùng tinh không này lại là một bàn cờ khổng lồ. Nguyên Yếm nhìn xung quanh, ánh mắt lần đầu tiên có chút nặng nề. Cô gái thú yêu đột nhiên điểm hai ngón tay về phía Nguyên Yếm, rơi. Trong tinh không sâu thẳm phía xa, ánh sáng từ một ngôi sao rơi thẳng xuống. Trời đất làm bàn cờ, dùng ngôi sao làm con cờ. Ở phía xa, Nguyên Yếm không dám lơ là, hắn ta bước lên trước một bước, chắp hai tay, niệm kinh văn, một bức tượng Phật màu đen khổng lồ lẳng lặng ngưng tụ sau lưng hắn ta. Sau khi bức tượng Phật màu đen này xuất hiện, một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ thoáng chốc đã bao phủ cả tinh không, lúc này tinh không bỗng chốc rung chuyển như một cơn động đất. Nguyên Yếm bỗng ngẩng đầu, giống gào, Phật giận diệt chúng sinh. Vừa dứt lời. Bức tượng Phật màu đen sau lưng hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, đánh mạnh một quyền. Một quyền này đánh thẳng vào luồng sáng ngôi sao đang chặn lại kia, tinh không cũng chuyển động. Thế nhưng, luồng sáng ngôi sao kia cũng không hề biết mất, nhưng dù là tượng Phật hay là luồng sáng ngôi sao thì đều trở nên tối mờ hơn nhiều. Mà lúc này, cô gái thú yêu đột nhiên lại điểm Nguyên Yếm một lần nữa, rơi. Bùm. Lại thêm một luồng sáng ngôi sao từ trong tinh không rơi xuống, mà lần này, luồng sáng ngôi sao này còn đang bốc cháy, sức mạnh kinh người bao trùm, tựa như muốn phá vỡ cả vùng đất trời này, đáng sợ tột cùng. Ở bên dưới, ánh mắt Nguyên Yếm chợt lóe chút hung tợn,
chân trái hắn ta đạp xuống, Phật giống. Vừa dứt lời, tượng Phật đen sau lưng hắn ta đột nhiên ngẩng đầu giống gào, một luồng sức mạnh phóng thẳng lên trời. Sấm sét ngập trời, nghe tiếng cả vạn dặm, đất trời điên đảo. Ầm. Luồng sáng ngôi sao trên đỉnh đầu Nguyên Yếm lập tức vỡ vụn, tiếp đó, sức mạnh kia phóng thẳng lên trời, trực tiếp đánh vào luồng sáng ngôi sao rực cháy đang rơi xuống kia, ngôi sao khẽ rung chuyển, vô số tia lửa bắn ra xung quanh, chớp mắt cả tinh không đã biến thành biển lửa. Mà lúc này, Nguyên Yếm đột nhiên nhìn cô gái thú yêu kia, giống gào, diệt. Tượng Phật sau lưng hắn bỗng chốc cách không đánh ra một quyền về phía cô gái thú yêu. Ầm ầm. Một quyền ấn khổng lồ màu đen phá không đi đến, thẳng về phía cô gái thú yêu. Vẻ mặt cô gái thú yêu bình tĩnh, nàng ta khẽ lướt ngón tay, một con cờ màu trắng chợt xuất hiện trước mặt nàng ta. Ầm. Quân cờ màu trắng kia lại ngăn chặn quyền ấn màu đen kia. Phút chốc tĩnh lặng, cô gái thú yêu khẽ mở đôi môi đỏ thẫm, diệt. Quân cờ màu trắng đột nhiên run rẩy, một luồng sức mạnh kinh khủng bùng phát từ trong quân cờ, thoáng chốc, quyền ấn đen kia lập tức vỡ vụn, đồng thời, quân cờ trắng trực tiếp biến thành luồng sáng trắng phóng về phía Nguyên Yếm ở xa. Ở phía xa, con người Nguyên Yếm khẽ co lại, hắn ta chập hai tay hình chữ thập tượng Phật. Sau lưng hắn ta, bức tượng Phật kia thoáng chốc chắp hai tay lại, một màng sáng đen lập tức bao phủ lấy Nguyên Yếm. Quân cờ trắng đã đến. Ầm ầm. Màng sáng đen kia rung chuyển, nhưng không hề bị hư hại. Ở phía xa, cô gái thú yêu bước lên trước một bước, điểm ngón tay, tinh hà rơi. Vừa dứt lời, tinh không sâu thẳm ở phía xa kia, từng ngôi sao rơi thẳng xuống, thoáng chốc, cả tinh hà đều rung chuyển. Thấy vậy, sắc mặt mọi người trên thành Thiên Sơn đều trở nên nghiêm trọng. Ánh mắt Diệp Huyên cũng nặng nề. Dù là cô gái thú yêu này hay là Nguyên Yếm kia, bọn họ đều rất mạnh. Nhất là một chiêu tinh hà rơi xuống sau cùng này của cô gái thú yêu, chắc chắn có thể dễ dàng tiêu diệt cả một thế giới nhỏ. Diệp Huyên nhìn Nguyên Yếm phía xa, nếu Nguyên Yếm này không ngăn được chiêu này, vậy thì xong rồi. Cũng không đúng, nhà họ Nguyên này chắc chắn sẽ không để thiên tài của bọn họ bị giết chết ở đây. Bởi vì bọn họ đã cảm nhận được xung quanh xuất hiện rất nhiều hơi thở vô cùng mạnh. Cao thủ của Nguyên giới vẫn luôn quan sát bên này. Hình 1. Trong vùng tinh không này, khi Nguyên Yếm nhìn thấy vô số luồng sáng sao rơi xuống, sắc mặt hắn ta cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngay sau đó, trong ánh mắt lóe lên hung tợn, hắn ta bước lên một bước, hai tay chập lại, huyền khí trong cơ thể sôi sục tựa như thủy triều, giống gào. Bất động thần uy, sau lưng hắn ta. Bức tượng Phật kia đột nhiên khom người, hai tay chập lại bao vây Nguyên Yếm. Lúc này, vô số luồng sáng ngôi sao đang rơi xuống. Ầm ầm ầm. Vô số luồng sáng sao rơi vào bức tượng Phật, thoáng chốc, cả tinh không bắt đầu sụp đổ từng chút một. Bởi vì vùng tinh không này đã không chịu đựng được sức mạnh của những luồng sáng sao này. Còn Nguyên Yếm và bức tượng Phật kia đã bị những luồng sáng ngôi sao bao trùm. Trên trường thành Thiên Sơn, Gia Hòa trầm giọng nói, cao thủ Nguyên giới vẫn không ra tay, rõ ràng bọn họ tin tưởng Nguyên Yếm có thể đánh được. Diệp Huyên nhìn Nguyên Yếm, không nói gì. Gia Hòa quay đầu nhìn Diệp Huyên, nếu là ngươi đấu với cô gái này, ngươi cần dùng mấy kiếm. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi nghĩ ta nên dùng mấy kiếm. Gia Hòa cười nói, nhiều nhất là một kiếm. Diệp Huyên cạn lời, bây giờ cô em này đã xem hắn vô địch rồi. Có thể dễ dàng diệt gọn tuyệt trần cảnh. Bà cô à, sao cô có thể dễ dàng tin người khác vậy chứ? Ngay lúc ấy, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn Nguyên Thanh cách đó không xa, mà Nguyên Thanh cũng đang nhìn hắn. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, Nguyên Thanh khẽ ngây người, sau đó khẽ cười rời rời tầm mắt. Gia Hòa ở bên cạnh Diệp Huyên liếc nhìn Nguyên Thanh, hắn ta nhìn ngươi làm gì? Diệp Huyên cười nói, có thể là thấy ta rất đẹp trai. Vẻ mặt Gia Hòa cứng đờ. Lúc này, chiến trường tinh không kia đã hoàn toàn bị chôn vùi, mà Nguyên Yếm kia cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Còn sống. Lúc này bức tượng Phật sau lưng Nguyên Yếm đã trở nên hư ảo, gần như là trong suốt, mà sắc mặt bản thân hắn ta lại trắng nhợt vô cùng, chút huyết sắc cũng không có. Hắn ta cố gắng chống đỡ tinh hà rơi kia. Đối diện với Nguyên Yếm,
Cô gái thú yêu khẽ cười, không hổ là truyền nhân nhánh ma đạo thần miếu, đúng là có bản lĩnh. Nguyên Yếm lau vết máu khóe miệng, sau đó nói, ngươi là người của thư điện. Cô gái thú yêu cười nói, đúng vậy. Hình 1. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Yếm bỗng u ám. Thư điện, thật ra, người bình thường căn bản không biết thế lực như thư điện và thần miếu, bởi vì thế lực như vậy rất ít khi xuất hiện trên thế gian. Thế lực siêu nhiên. Thư điện này là một thế lực siêu cấp không yếu hơn thần miếu, hắn ta không ngờ, thư điện này lại thu nhận thú yêu của thú yêu tộc. Cô gái thú yêu cười nói, chúng ta tiếp tục nào. Nói rồi, nàng ta lại định ra tay thì lúc ấy, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía xa, tiên nhi, đi thôi. Mọi người nghe thấy, đều nhìn qua theo, cách mấy trăm trượng phía ngoài có một cô gái đứng đó, cô gái mặc áo bào trắng, tay cầm một cây quạt, nghiễm nhiên là dáng vẻ nữ giả nam. Thế nhưng, chuyện khiến mọi người bất ngờ là cô gái này trông lại giống hệt với loài người, không có khác biệt gì. Nghe thấy lời của cô gái này, cô gái thú yêu tên tiên nhi kia không hề ra tay, thân hình nàng ta khẽ run lên, sau đó xuất hiện trước mặt cô gái kia, giữ mục tỷ, người đó là từ thần miếu. Cô gái nhìn Nguyên Yếm, nơi này, người của thần miếu không chỉ có mình hắn. Tiên nhi sửng sốt, sau đó nói, còn có người. Cô gái gật đầu. Tiên nhi vội hỏi, là ai? Cô gái khẽ cười, hiếu kỳ như vậy làm gì? Tiên nhi kéo tay cô gái, có chút nũng nịu nói, giữ mục tỷ, tỷ cứ thích nhử mồi như vậy. Giữ mục cười nói, có việc rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng ta nắm tay tiên nhi, quay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, nàng ta lại dừng lại, nàng ta quay lại nhìn Diệp Huyên. Thấy giữ mục nhìn đến, Diệp Huyên cũng sững người, cô gái này nhìn mình làm gì? Giữ mục nhìn Diệp Huyên một lúc, sau đó nàng ta khẽ cười rồi quay người rời đi. Tiên nhi kia cũng liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó hỏi, giữ mục tỷ, tên loài người này chính là truyền nhân thần miếu sao? Giữ mục lắc đầu. Tiên nhi có chút nghi hoặc, vậy tỷ nhìn hắn làm gì? Giữ mục cười nói, hắn không yếu như vậy. Nghe vậy, tiên nhi không nhìn được lại nhìn Diệp Huyên, loại này vừa nhìn thì không giống người tốt. Giữ mục. Rất nhanh sau đó, hai người đã biến mất trong dãy núi phía xa. Gia Hòa bên cạnh Diệp Huyên lại nhìn sang Diệp Huyên, lúc nãy nàng ta nhìn ngươi làm gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, có thể là nhìn chúng ta rồi. Hình 1. Nói rồi, hắn thấp giọng thở dài, ta đã rất khiêm tốn rồi. Nhưng, một người ưu tú, giống như cây lớn trên núi vậy, dù có khiêm tốn che giấu thế nào, cũng sẽ bị người khác phát hiện. Bởi vì ngươi quá xuất chúng. Giống ta vậy, Gia Hòa nhìn Diệp Huyên, trợn mắt há hốc. Không thể không nói, lúc này Gia Hòa cũng có chút mơ hồ. Thoáng chốc, nàng ta không biết nên nói gì. Lần đầu tiên nàng ta gặp kiểu đàn ông như Diệp Huyên. Da mặt dày sao? Cũng không hẳn. Bởi vì nàng ta cảm thấy, đúng là hắn rất lợi hại, chỉ là tên này quả thực có hơi tự luyến. Bởi vì vừa nãy cô gái thần bí kia nhìn hắn, chắc chắn không phải nhìn chúng hắn. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Nguyên Yếm. Ông lão đánh giá Nguyên Yếm sau đó hỏi, cảm thấy thế nào? Nguyên Yếm lắc đầu, không sao. Ông lão khẽ gật đầu, quay về nghỉ ngơi chút đi. Nguyên Yếm trầm giọng nói, cô gái kia là người của thư điện. Thư điện. Sắc mặt ông lão cũng dần trở nên nặng nề, ánh mắt ông ta chợt lóe chút lo lắng, không biết lần này thú yêu tộc đột kích, có phải có liên quan đến mấy thế lực siêu nhiên kia không? Nguyên Yếm trầm mặc, nhưng vẻ mặt lại không dễ nhìn. Nếu là những thế lực siêu nhiên kia đang tính kế, thì người xui xẻo chính là bọn họ rồi. Phải biết rằng, bình thường người bên trên tập kích, thì người bên giới sẽ gặp xui thôi. Lúc này, ông lão đột nhiên nói, vừa nãy thú yêu tộc sau khi tiếp công thì đã rút lui, đến hiện tại cũng không có động tĩnh gì, sợ rằng sắp ra động tĩnh lớn rồi. Tộc trưởng đã triệu tập các đại gia chủ thảo luận, người cũng đến nghe đi. Nguyên Yếm gật đầu. Ông lão nói, đi thôi. Nói xong, ông ta lập tức đưa theo Nguyên Yếm biến mất. Cách đó không xa, Gia Hòa bỗng nói, ông bảo chúng ta đến Nguyên Điện, muốn bàn chuyện lớn, chúng ta đi nghe thôi. Diệp Huyên cười nói, ta cũng đi sao?
Gia Hòa gật đầu, cười nói, đi nghe thử đi. Cũng sẵn tìm hiểu thế cục hiện nay. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, được. Hình 1. Lúc này, Tiêu Quyết ở bên cạnh đột nhiên đi đến, hắn ta nhìn Gia Hòa, cười nói, Gia Hòa cô nương. Gia Hòa khẽ gật đầu, Tiêu công tử có chuyện. Tiêu Quyết khẽ cười sau đó nhìn Diệp Huyên, không biết vị huynh đài này xưng hô thế nào. Diệp Huyên cười nói, Diệp Huyên. Tiêu Quyết ôm quyền, tại hạ Tiêu Quyết, trông Diệp huynh lạ mặt, là lần đầu đến nguyên giới sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng là lần đầu tiên. Tiêu Quyết cười nói, nếu Diệp huynh có thời gian, có thể đến nhà họ Tiêu chơi. Diệp Huyên cười nói, được. Tiêu Quyết gật đầu, Diệp huynh, lúc sau lại nói chuyện. Nói xong, hắn ta ôm quyền sau đó dẫn theo nhóm đệ tử Tiêu tộc quay người rời đi. Gia Hòa ở bên cạnh Diệp Huyên cười nói, hắn muốn kết giao với ngươi. Diệp Huyên nhìn Tiêu Quyết, cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn và Gia Hòa quay người rời đi. Ở bên kia, Nguyên Hưu liếc nhìn Diệp Huyên và Gia Hòa rời đi phía xa, cười nói, Thanh đệ, ngươi cảm thấy người này thế nào? Nguyên Thanh nhẹ giọng nói, rất mạnh. Rất mạnh. Nguyên Hưu cười nói, đúng là rất mạnh, chỉ là không biết mạnh đến nhường nào. Nguyên Thanh nhìn Nguyên Hưu, khẽ cười, đánh một trận chẳng phải là biết rồi sao? Nguyên Hưu cười ha ha, cái này thì không tốt, người ta vừa mới đến nguyên giới mà ta đã đi khiêu chiến, thực sự có chút lỗ mãng. Lại nói, hiện tại chúng ta còn có kẻ địch mạnh hơn. Nguyên Thanh gật đầu. Lúc này, Nguyên Hưu đột nhiên cười nói, thật ra, ta mong muốn nhất là đánh với Lão Tam là đệ. Nguyên Thanh nhìn Nguyên Hưu. Có chút hiếu kỳ, đánh với đệ làm chi? Nguyên Hưu nhìn Nguyên Thanh, cười nói, trực giác nói cho ta, đệ còn mạnh hơn cả đại ca. Nguyên Thanh lắc đầu, đệ không quá hứng thú với đánh nhau. Nguyên Hưu chớp mắt, đệ thực sự không chút hứng thú gì với vị trí thế tử sao? Nguyên Thanh khẽ cười, đệ nói không có hứng thú, huynh sẽ tin sao? Hình 1. Nguyên Hưu cười ha ha, mặc kệ đệ có hứng thú hay không. Dù sao thì ta cũng có hứng thú. Nguyên Thanh khẽ cười, vậy nhị ca phải nỗ lực rồi. Bởi và đại ca bây giờ gần như đã là thế tử được định sẵn rồi. Nguyên Hưu cười nói, ta sẽ cố gắng. Nguyên Thanh do dự chốc lát rồi nói, con người đại ca không tệ, huynh cũng không tệ, đừng vì vị trí kia mà huynh đệ tương tàn, như vậy không có ý nghĩa gì cả. Nguyên Hưu cười ha ha, đệ tên tâm đi, ta muốn giành vị trí kia, nhưng ta sẽ dùng thủ đoạn chính đáng. Mấy trò bẩn thỉu kia ta khinh, mà cũng không dám. Mấy lão gia hỏa gia tộc kia cũng không phải kẻ mù, dù ta muốn dùng âm mưu thì bọn họ cũng không cho phép. Nguyên Thanh gật đầu, dù các huynh ai làm thế tử, thì đệ đều phục. Nguyên Hưu cười nói, vậy lão tam đệ có mơ ước gì không? Nguyên Thanh do dự rồi nói, cuộc đời tự tại. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Đời người tự tại. Vẻ mặt Nguyên Hưu dần dần trở nên nghiêm trọng. Đời người tự tại. Đơn giản vậy sao? Không. Không hề đơn giản chút nào. Càng muốn đời người tự tại, thì càng phải đạt đến thực lực thế nào chứ? Nguyên Hưu lắc đầu cười, quay người rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Gia Hòa, Diệp Huyên đã đến một đại điện. Lúc này, trong đại điện đã có vài người, mà Diệp Huyên lại phát hiện, ngoài mấy người trẻ tuổi bọn họ. Thì những người còn lại cơ bản đều là cao thủ tuyệt trần cảnh. Không thể không nói, các thế lực lớn của nguyên giới này đều rất kinh khủng. Nhìn thấy Diệp Huyên, Gia Nguyên lập tức nhìn sang Diệp Huyên, hắn ta khẽ cười, gật đầu chào hỏi. Diệp Huyên cũng cười lại, sau đó đi theo Gia Hòa đi đến vị trí bên cạnh phía sau, thế hệ trẻ đại gia tộc đều ở phía sau. Ở bên cạnh Diệp Huyên, Gia Hòa nhìn người đàn ông trung niên ở vị trí trung tâm. Ông ấy là Nguyên Khưu, là gia chủ nhà họ Nguyên hiện tại, cao thủ tuyệt trần cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên nhìn Nguyên Khưu kia, hơi thở người này hoàn toàn không có, như thể không tồn tại vậy. Người này tạo cho hắn cảm giác giống như tiên tổ thiên tộc lúc trước vậy, sâu không lường được. Gia Hòa lại nói, vị trí bên cạnh ông ấy gần đó chính là gia chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Lâm. Cũng là một trong cao thủ siêu cấp của nguyên giới. Diệp Huyên nhìn Tiêu Lâm. Đối phương cũng giống như Nguyên Khưu kia, cũng không cảm nhận được hơi thở nào. Hình 1. Cao thủ kiểu vậy đều đã tách biệt với đất trời rồi.
Lúc này, Nguyên Khưu kia đột nhiên nói, người cũng đã đến đủ rồi, vậy bắt đầu thôi. Nói rồi, ông ta nhìn Tiêu Lâm, Tiêu Huynh, lúc trước ngươi từng đi qua ngọn núi Thú Yêu, nói thử suy nghĩ của ngươi xem. Tiêu Lâm trầm mặc một lúc rồi nói, Thú Yêu tộc này có thể mạnh hơn chúng ta nghĩ. Nguyên Khưu khẽ gật đầu, nói xem. Tiêu Lâm trầm giọng nói, ta vẫn chưa đi sâu vào trong, thì đã bị tộc trưởng Thú Yêu tộc ngăn lại, thực lực người này không dưới tuyệt trần cảnh đỉnh cao, không chỉ vậy, thân xác hắn có lẽ cũng đã đạt đến thân xác tuyệt trần. Hơn nữa, còn là cảnh giới đỉnh cao. Thân xác tuyệt trần. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong điện đều không quá tốt. Nếu chỉ là cao thủ tuyệt trần cảnh, thật ra thì cũng không có gì, vì nguyên giới cũng có không ít cao thủ tuyệt trần cảnh. Nhưng nếu cao thủ tuyệt trần cảnh có thân xác tuyệt trần, thì không đơn giản nữa rồi. Cao thủ tuyệt trần cảnh có thân xác tuyệt trần như vậy quá khó giết. Đừng nói là một cao thủ tuyệt trần cảnh, cho dù là ba cao thủ tuyệt trần cảnh có khó mà giết được yêu thú thân xác tuyệt trần. Tiêu Lâm lại nói, còn về vị nhất thống thú yêu tộc kia, ta chưa từng gặp, nhưng đối phương lại có thể hàng phụ cao thủ tuyệt trần cảnh đỉnh cao, thực lực như vậy thấp nhất cũng trên tuyệt trần cảnh, thậm chí là mạnh hơn. Nghe thế, sắc mặt mọi người trong sân lại càng khó coi. Cao thủ trên tuyệt trần cảnh. Thật ra, người trong điện đều hiểu rõ, một người có thể nhất thống thú tộc và yêu tộc, sẽ là người bình thường được sao? Chắc chắn không phải người thường. Mà đối phương đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Chưa biết lại càng đáng sợ hơn. Lúc này, Nguyên Khởi của Nguyên tộc đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên. Cười nói, lúc trước có phải gia tộc đi viện binh rồi không? Viện binh đâu rồi? Diệp Huyên nhìn Nguyên Khởi kia, mẹ nó, lão này muốn kiếm chuyện à? Nghe thấy lời này của Nguyên Khởi, mọi người trong sân đều nhìn sang Gia Nguyên. Gia Nguyên lạnh nhạt nói, Nguyên Khởi, người muốn kiếm chuyện sao? Nguyên Khởi lạnh giọng nói, tộc trưởng Gia Nguyên, ta nào muốn kiếm chuyện, chỉ là lúc trước các người nói muốn viện binh, vì vậy ta mới hiếu kỳ. Gia Nguyên đang định nói thì lúc này, Nguyên Khưu đột nhiên nhìn Diệp Huyên, Gia Nguyên huynh, các người gọi đến là vị tiểu hữu này sao? Nghe thấy lời Nguyên Khưu, mọi người trong sân đều nhìn Diệp Huyên. Hình 1. Thoáng chốc, Diệp Huyên đã trở thành tiêu điểm. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó bước ra, là ta. Nguyên Khởi nhìn Diệp Huyên, ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường, ngươi là đến ăn không ngồi rồi sao? Nguyên Khởi. Lúc này. Gia Nguyên ở bên cạnh đột nhiên tát một bạt tai. Sắc mặt Nguyên Khởi kia thoáng chốc thay đổi, tay vung ngang che lại. Ầm. Trong tầm mắt mọi người, Nguyên Khởi kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trong điện, tất cả mọi người đều không ngờ Gia Nguyên lại red eye. Thoáng chốc, mọi người đều ngơ ngác. Gia Nguyên lạnh lùng nhìn Nguyên Khởi bên ngoài điện kia, Nguyên Khởi, ngươi có thể không tôn trọng gia tộc ta. Nhưng ngươi không thể bất kính với thiếu chủ gia tộc ta. Nếu còn có lần sau, lão phu nhất định không từ mọi giá giết chết ngươi. Nghe vậy, Nguyên Khưu ở bên cạnh lập tức nhíu mày, sắc mặt các cao thủ nguyên tộc trong sân lập tức u ám. Nguyên Khưu nhìn Gia Nguyên, vẻ mặt bình tĩnh như nước, Nguyên huynh, ngươi quá đáng rồi. Gia Nguyên cười lạnh, quá đáng. Nguyên Khưu, có phải ngươi cảm thấy gia tộc ta dễ ức hiếp không? Nếu đã như vậy. Nói rồi, hắn vung tay, truyền lệnh xuống, toàn bộ người của gia tộc lập tức rời đi, lão tử gia tộc không chơi được với các người. Mặc kệ mẹ nó thú yêu tộc hay không, đi. Nói xong, ông ta đứng dậy. Những cao thủ gia tộc còn lại đều ngây người sau đó cũng đứng dậy vội đi theo. Thấy vậy, Tiêu Lâm ở bên cạnh vội ngăn Gia Nguyên lại, Gia Huynh chớ đi, Gia Huynh, đây chỉ là hiểu lầm thôi, hà tất làm vậy. Gia Nguyên lạnh giọng nói, Tiêu Huynh, người biết tính cách ta, Gia Nguyên ta tùy tính cách lương thiện, nhưng cũng không phải quả hồng mềm, ai muốn bóp thì bóp. Người nguyên tộc hắn lúc trước đã từng kiếm chuyện này, mà lúc này vẫn còn muốn gây chuyện. Nếu nguyên tộc hắn đã giỏi tồi, vậy cứ để bọn họ đi chống lại thú yêu tộc đi. Còn cần gia tộc ta làm gì? Nói xong, ông ta muốn đi, nhưng lại bị Tiêu Lâm kiên quyết ngăn lại. Đương nhiên ông ta không thể để Gia Nguyên đi như vậy. Nếu gia tộc rút lui lúc này, vậy bọn họ còn làm được gì? Đây là muốn diệt tộc mà. Tiêu Lâm ngăn Gia Nguyên lại, sau đó nhìn Nguyên Khưu, Nguyên Huynh, vị Nguyên Khởi của nguyên tộc ngươi lần này đúng là quá đáng rồi.
Dù thế nào thì hắn cũng không có tư cách nói với Gia Nguyên huynh như vậy. Để hắn xin lỗi đi. Xin lỗi. Dựa vào đâu chứ? Hình một. Ngay lúc này, Nguyên Khởi vừa đi vào từ phía xa đột nhiên tức giận nói, dựa vào đâu muốn lão phu xin lỗi hắn? Nguyên tộc ta từ khi nào lại sợ gia tộc hắn chứ? Sở dĩ hắn ta dám ngông cuồng như vậy là có nguyên do cả, ngoài việc bản thân thực lực nguyên tộc mạnh hơn gia tộc, thì còn có một nguyên nhân lớn nhất, chính là sau lưng nguyên tộc có thần miếu. Nguyên Yếm chính là truyền nhân của nhánh ma đạo thần miếu, có quan hệ như vậy, nguyên tộc phải sợ ai chứ? Tiêu Lâm nhìn Nguyên Khởi kia, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Lúc này, Nguyên Khưu ở bên cạnh đột nhiên nói, xin lỗi gia huynh. Nghe vậy, Nguyên Khởi kia nhìn Nguyên Khưu, vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên Khưu lại nói, xin lỗi. Lần này, giọng điệu đã nặng nề hơn vài phần. Sắc mặt Nguyên Khởi trùng xuống, hắn ta biết, gia chủ nhà mình tức giận rồi. Nguyên Khởi trầm mặc một lúc, sau đó nhìn Gia Nguyên, gia tộc trưởng, vừa nãy là do ta lỗ mãng, xin lỗi. Gia Khưu hừ lạnh, sau đó đi đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta có chút áy náy, thiếu chủ, xin lỗi, để người vướng vào vòng xoáy này, ta, ai? Diệp Huyên vội nói, nếu bọn họ đã không hoan nghênh ta, vậy thì không cần, ta đi vậy. Nghe vậy, vẻ mặt Gia Nguyên cứng đờ. Thiếu chủ này hình như có suy nghĩ muốn chuồn đi sao? Nguyên Khởi ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh châm chọc, sợ rồi chứ gì? Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn Nguyên Khởi, ta nói này lão già, có phải ngươi có bệnh không? Ta và ngươi không thù không oán, ngươi lại cứ hai lần ba bận châm chọc ta, ngươi là ăn phân nhiều rảnh rỗi kiếm chuyện sao? Nghe vậy, Nguyên Khởi lập tức tức giận, ngươi dám sỉ nhục ta, ngươi. Diệp Huyên cười lạnh, sỉ nhục ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi giống như một tên bại não sao? Ta lại hỏi ngươi này, ngươi châm chọc ta như vậy, ngươi có lợi lộc gì? Có hay không, không có đúng chứ? Nếu đã không có, vậy ngươi cứ bán mạng châm chọc ta là vì sao chứ? Ta chỉ có thể nghĩ là ngươi ăn phân nhiều thôi. Nguyên Khởi nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi cho rằng có gia tộc bảo vệ ngươi thì ngươi có thể không kiêng sợ gì sao? Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn Gia Nguyên, tiền bối, chỉ bằng chúng ta đi nhờ vả thú yêu tộc đi. Không chịu nổi cục tức này. Mọi người. Tiêu Lâm kia kinh ngạc nhìn Diệp Huyên, mẹ nó, tên này nghĩ gì vậy? Một lời không hợp đã muốn làm phản rồi. Gia Nguyên cũng có chút ngơ ngác. Suy nghĩ của thiếu chủ này, ông ta cũng không theo kịp. Mà sắc mặt những cao thủ của Nguyên tộc lại trở nên khó coi. Nếu Gia Nguyên này thật sự đưa gia tộc gia nhập thú yêu tộc, vậy bọn họ xong chuyện rồi. Có thể nói, muốn bảo vệ nguyên giới, ba thế lực bọn họ, ai cũng không thể thiếu. Hình 1. Lúc này, Nguyên Khưu kia đột nhiên nói, người muốn theo địch. Diệp Huyên nhìn Nguyên Khưu, cười nói, Nguyên gia chủ, ta hỏi ngươi một vấn đề trước, theo ta biết, ta và nhà họ Nguyên không thù không oán, tại sao người của các ngươi cứ hai lần ba bận nhằm vào ta vậy? Nguyên Khưu trầm mặc. Thật ra, ông ta cũng không biết, bởi vì như Diệp Huyên nói, Diệp Huyên và nhà họ Nguyên không thù không oán, không chỉ nhà họ Nguyên, mà cả Nguyên Khởi cũng không có lý do gì để nhằm vào Diệp Huyên cả. Diệp Huyên đột nhiên lại nói, chẳng lẽ hắn là gian tế do thú yêu tộc phái đến, cố ý gây chuyện, để chúng ta nội loạn. Nói đến đây, hắn cố ý ra vẻ kinh ngạc nhìn Nguyên Khởi, chẳng lẽ ngươi cố sức nhằm vào ta, thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Nghe vậy, mọi người trong sân đều kinh ngạc, Tiêu Lâm và cao thủ tiêu tộc lập tức nhìn Nguyên Khởi, ánh mắt không hề tốt lành. Nguyên Khưu kia cũng nhìn Nguyên Khởi, nhíu mày. Nguyên Khởi. Sắc mặt Nguyên Khởi cực kỳ khó coi, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người muốn bôi nhỏ ta. Diệp Huyên lắc đầu, không, nếu các hạ cảm thấy ta đang bôi nhỏ ngươi, vậy ngươi có thể nói ra vì sao ngươi lại nhằm vào ta không? Sắc mặt Nguyên Khởi càng thêm khó coi. Vì sao ông ta lại nhằm vào Diệp Huyên? Thật ra, ông ta chỉ là muốn mỉa mai gia tộc, muốn làm cho gia tộc khó chịu mà thôi. Nhưng mà, không thể nói ra lời này được. Bây giờ nói ra, đừng nói là gia tộc, dù là tiêu tộc cũng sẽ tức giận. Mà bản thân ông ta, cũng chắc chắn vì chuyện này mà trở thành người bị chỉ trích. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, ở nơi này ta chỉ quen biết gia tộc,
ngươi sẽ không phải vì gia tộc nên mới nhằm vào ta đấy chứ? Nguyên Khởi nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Mà sắc mặt của đám cao thủ gia tộc ở bên cạnh đều sầm lại. Diệp Huyên cười nói, nếu không phải gia tộc, mà bản thân ta lại không hề có ân oán gì với ngươi, vậy chỉ có một lời giải thích, có lẽ ngươi là nhận được chỗ tốt từ thú yêu tộc, cố ý đến gây chuyện. Ngươi nói láo. Nguyên Khởi gầm lên, ngươi muốn bôi nhỏ ta, ngươi. Diệp Huyên lại nhún vai lùi sang một bên, không nói thêm gì nữa. Nguyên Khởi kia còn muốn nói điều gì, Nguyên Khưu bên cạnh chợt quát, im miệng. Nguyên Khởi nhìn về phía Nguyên Khưu, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn bôi nhỏ ta, hắn. Nguyên Khưu lạnh lùng liếc nhìn Nguyên Khởi, thứ đồ mất mặt. Nghe vậy, Nguyên Khởi thầm giật mình, không dám nói thêm gì nữa. Lúc này, Nguyên Thanh ở bên cạnh đột nhiên mỉm cười, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nghe vậy, mọi người trong điện đều nhìn về phía Nguyên Thanh. Nguyên Thanh nhìn Diệp Huyên nói, lúc trước nghe gia tộc tiền bối tìm người trợ giúp, bởi vậy, mọi người chúng ta đều vô cùng tò mò về người trợ giúp này, mà khi biết được người trợ giúp gia tộc là Diệp Huynh. Nói xong, hắn ta mỉm cười, ta tin rằng, không riêng gì Nguyên Khởi trưởng lão, cho dù là các vị khác ở đây, chắc hẳn trong lòng cũng hơi tò mò. Đương nhiên, ta không có bất kỳ ý tứ coi thường Diệp Huynh nào, chỉ là Diệp Huynh thật sự rất trẻ. Vì vậy, Nguyên Khởi trưởng lão mới có thể nói ra câu kia, nhưng ta tin tưởng, ông ta chỉ là tò mò về thực lực của Diệp công tử thôi, cũng không có ác ý gì khác. Nghe thấy lời của Nguyên Thanh, trong mắt Nguyên Khưu ở bên cạnh lộ ra khen ngợi. Tiêu Lâm ở bên cạnh cũng liếc nhìn Nguyên Thanh, trong lòng thầm khen ngợi, thiếu niên này không đơn giản. Dăm ba câu là có thể rời đề tài lên trên người Diệp Huyên. Bởi vì như lời Nguyên Thanh nói, thật ra không riêng gì Nguyên Khởi. Tất cả mọi người nơi này đều tò mò về thực lực của Diệp Huyên. Phải biết rằng, gia tộc dẫn toàn tộc đi nghênh đón đó. Không riêng gì cao thủ của Tiêu tộc và Nguyên tộc, dù là cao thủ của gia tộc cũng tò mò. Bởi vì ngoài gia hòa gia, bọn họ ai cũng không biết rốt cuộc sức chiến đấu của Diệp Huyên như thế nào, lại càng không biết lai lịch của Diệp Huyên. Nhưng mà, bởi vì gia nguyên nên dù trong lòng bọn họ có nghi ngờ thì cũng sẽ không hỏi ngay trước mặt. Diệp Huyên liếc nhìn Nguyên Thanh, cười nói, thật ra, ta cũng cảm thấy đây là một sự hiểu lầm, bởi vì ta cảm thấy trưởng lão của Nguyên tộc sẽ không náo tàn như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Khởi kia lập tức trở nên dữ tợn, ông ta đang muốn nói chuyện, Nguyên Khưu đột nhiên nhìn về phía ông ta, ngươi đừng nói gì nữa. Nguyên Khởi. Hình 1. Một số cao thủ Nguyên tộc nơi này cũng hơi bất mãn nhìn Nguyên Khởi, trí thông minh của tên này đã bị Diệp Huyên nghiền ép rồi. Còn nói tiếp, không biết sẽ phải ăn thua thiệt gì nữa. Diệp Huyên chợt cười nói, nếu là hiểu lầm, vậy ta tha thứ cho Nguyên Khởi và Nguyên tộc. Các ngươi nói chuyện của các ngươi tiếp đi. Nguyên Khởi, sắc mặt các cao thủ của Nguyên tộc cũng tràn đầy mờ mịt. Cái gì gọi là ngươi tha thứ cho bọn ta? Sao càng nghe lại càng cảm thấy lời này không thích hợp? Nguyên Thanh cười nói, Diệp Huynh, chắc hẳn ngươi đã đạt đến đăng thiên cảnh rồi nhỉ? Đăng thiên cảnh. Nghe vậy, mọi người trong điện đều nhìn về phía Diệp Huyên. Người bình thường nhìn không ra, nhưng người nơi này đều không phải người bình thường, đặc biệt là đám người Nguyên Khưu. Bọn họ nhìn ra được cảnh giới của Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên kinh ngạc nói, Nguyên Thanh huynh, ngươi còn chưa đến đăng thiên cảnh sao? Nguyên Thanh nhìn Diệp Huyên, vẫn chưa. Diệp Huyên nhíu mày, sao có thể, không phải 20 tuổi đạt đến đăng thiên cảnh là chuyện rất đơn giản hay sao? Mọi người đều ngây dại. Đạt đến đăng thiên cảnh rất đơn giản. Thật ra muốn đạt đến đăng thiên cảnh không khó, nhưng muốn đạt đến đăng thiên cảnh khi 20 tuổi, đó cũng không phải khó bình thường thôi. Dù sao từ trước đến nay nguyên giới không có người nào đạt đến đăng thiên cảnh ở tuổi này. Diệp Huyên lại nói, Nguyên Thanh huynh. Có phải ngươi che giấu cảnh giới hay không? Nếu không, sao ngươi có thể vẫn chỉ là hư vô cảnh chứ? Nguyên Thanh nhìn Diệp Huyên, ta không che giấu cảnh giới, thật sự chỉ là hư vô cảnh. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không phải đạt đến đăng thiên cảnh là chuyện rất đơn giản à? Sao ngươi vẫn chưa đạt đến đăng thiên cảnh? Nguyên Thanh. Những cao thủ Nguyên tộc ở đây liếc nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt trở nên khó coi. Mẹ nó. Đây là đang nói tiếng người sao?
không riêng gì Tiêu tộc, sắc mặt những thanh niên trong thế hệ trẻ tuổi ở trong này đều khó coi. Lúc này, Nguyên Hưu ở bên cạnh đột nhiên cười nói, Diệp huynh có thể đạt đến đăng thiên cảnh ở cái tuổi này, chắc hẳn sức chiến đấu không tầm thường, tại hạ bất tài, muốn xin Diệp huynh chỉ giáo. Hình 1. Khiêu chiến, mọi người trong này đều nhìn về phía Diệp Huyên. Nguyên Hưu này chính là thiên tài siêu cấp của nguyên tộc, mặc dù chưa đạt đến đăng thiên cảnh, nhưng đã có sức chiến đấu của đăng thiên cảnh. Đối với người bình thường thì có lẽ khiêu chiến vượt cấp hơi khó, nhưng đối với thiên tài của loại gia tộc này, không biết khiêu chiến vượt cấp đều không thể được xưng là thiên tài yêu nghiệt. Diệp Huyên cười nói, khiêu chiến ta sao? Nguyên Hưu cười nói, tỷ thí giao lưu. Diệp Huyên im lặng. Nguyên Hưu chớp chớp mắt, Diệp huynh là đăng thiên cảnh, mà ta chỉ là hư vô cảnh, Diệp huynh sẽ không từ chối chứ. Nghe vậy, mọi người trong điện đều nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên là đăng thiên cảnh, mà Nguyên Hưu chỉ là hư vô cảnh, nếu Diệp Huyên từ chối, đừng nói là cao thủ Tiêu tộc và nguyên tộc, dù là gia tộc cũng biết. Đây chính là dùng yếu khiêu chiến mạnh. Diệp Huyên cười nói, ta cảm thấy cứ tỉ thí như vậy không có ý nghĩa gì lớn, hay là chúng ta đặt cược. Đặt cược. Nguyên Hưu nhìn Diệp Huyên, không biết Diệp huynh muốn lấy cái gì để đặt cược. Diệp Huyên cười nói, như thế này nhé, dùng một ngọn suối nguồn vĩnh sinh bậc thánh để đặt cược. Suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh. Nghe vậy, sắc mặt đám người nguyên tộc trong này đều thay đổi. Tại nguyên giới này, tất cả chỉ có 12 ngọn suối nguồn vĩnh sinh bậc thánh, 3 gia tộc lớn chia nhau mỗi gia tộc 4 ngọn. Có thể nói, suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh này chính là mạch máu nòng cốt của gia tộc. Một ngọn suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh là vô cùng quý giá. Mọi người cũng không ngờ Diệp Huyên lại chơi lớn như vậy. Cho dù Gia Nguyên ở bên cạnh cũng không ngờ đến. Nguyên Hưu cười nói, Diệp huynh có suối nguồn vĩnh sinh sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Gia Nguyên, Gia Nguyên lập tức nói, nếu như thiếu chủ thua, gia tộc ta bằng lòng đưa một ngọn suối nguồn vĩnh sinh bậc linh cho nguyên tộc. Nghe vậy, sắc mặt những cao thủ gia tộc đều thay đổi. Đây chính là mạch máu của gia tộc đấy. Lỡ như Diệp Huyên thua, vậy gia tộc sẽ tổn thất một ngọn suối nguồn vĩnh sinh bậc linh, đây cũng là không nói đùa. Hình 1. Trong đó, một trưởng lão của gia tộc hơi do dự, sau đó nói ra, tộc trưởng, chuyện này liên quan rất lớn, có cần bàn bạc với các trưởng lão hay không? Gia Nguyên liếc nhìn trưởng lão kia, không cần trưởng lão kia còn muốn nói điều gì, Gia Nguyên bỗng nhiên hờ hững nói, cố trưởng lão, ta đã quyết định rồi. Đừng nói thêm gì nữa. Trưởng lão kia cười khổ, không nói thêm gì nữa. Lúc này ông ta lại nói thêm cái gì, vậy đồng nghĩa với việc công khai nghi ngờ quyền uy của Gia Nguyên, điều này bất lợi đối với toàn bộ gia tộc. Đặc biệt là lúc này, còn đang có người ngoài ở đây. Cho dù nội bộ có mâu thuẫn gì, cũng không thể lộ ra trước mặt người ngoài. Diệp Huyên cười, sau đó nhìn về phía Nguyên Hưu kia, nguyên tộc thì sao? Nguyên Hưu im lặng một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyên Khưu. Nguyên Khưu nhìn Nguyên Hưu, có nắm chắc hay không? Nguyên Hưu lắc đầu, không nắm chắc 100%. Hắn ta không tự tin mù quáng, bởi vì hắn ta hoàn toàn không biết gì về Diệp Huyên. Đương nhiên, hắn ta cũng không sợ. Nghe thấy lời của Nguyên Hưu, sắc mặt Nguyên Khưu lập tức trầm xuống, ông ta hơi do dự. Đây chính là một ngọn suối người vĩnh sinh bậc linh. Đây không phải đùa giỡn. Lúc này, Nguyên Yếm ở bên cạnh tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Hắn ta muốn nói để hắn ta lên, nhưng nếu như nói ra, không thể nghi ngờ chính là không tin tưởng Nguyên Hưu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên tộc đều chìm trong lưỡng lự. Lúc này, Nguyên Khởi ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói, Diệp Huyên, ngươi chính là đăng thiên cảnh, mà Nguyên Hưu chỉ là hư vô cảnh. Ngươi cảm thấy thế này công bằng sao? Diệp Huyên lập tức tức giận mắng to, ta XXX tổ tông ngươi, không công bằng ngươi còn cho hắn ta khiêu chiến ta, có phải ngươi thật sự ăn nhiều phân quá rồi nên không có hiểu rõ tình huống? Nếu không hiểu rõ, ta có thể nhắc nhở ngươi, là người của các ngươi khiêu chiến ta, không phải ta khiêu chiến hắn ta. Nguyên Khởi kia nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi sỉ nhục ta. Diệp Huyên cười lạnh, ông đây không muốn nói chuyện với thiểu năng trí tuệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyên Hưu ở nơi xa, đánh hay không đánh? Nếu như đánh,
bây giờ có thể bắt đầu, còn nếu không đánh, vậy có thể giải tán rồi. Nguyên Hưu quay đầu nhìn về phía Nguyên Khư, tộc trưởng, nếu như ta thua, nguyện dùng mạng bồi thường. Nguyên Khư nhìn Nguyên Hưu một lát rồi nói, được. Ông ta không thể không đồng ý. Hình một, nếu không đồng ý, Nguyên tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hơn nữa, nếu ông ta không đồng ý, chẳng khác nào phủ định Nguyên Hưu, như vậy cũng đồng nghĩa với việc bóp chết một thiên tài Nguyên gia. Cũng với quyết định của Nguyên gia, sắc mặt cao thủ gia tộc chợt trầm xuống. Mặc dù cảnh giới của Diệp Huyên cao hơn một bậc, nhưng mà Nguyên Hưu của Nguyên gia này cũng không phải người bình thường, đây là tồn tại có thể giết người vượt cấp. Nếu như Diệp Huyên thua, gia tộc sẽ mất đi một ngọn suối nguồn vĩnh sinh bậc linh, tổn thất này gia tộc không chịu nổi. Nhưng giờ phút này, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Huyên. Nơi xa, Nguyên Hưu cười nói, Diệp Huynh, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyên cười nói, được. Một lát sau, mọi người đi vào trong một thung lũng của dãy núi, Nguyên Khư nhìn Diệp Huyên và Nguyên Hưu, không gian nơi này đã được chúng ta gia cố, hai người các ngươi có thể tùy ý chiến đấu. Nói xong, ông ta lập tức rời đến một đỉnh núi cách đó trăm trượng. Diệp Huyên nhìn về phía Nguyên Hưu, có thể bắt đầu chưa? Nguyên Hưu cười nói, có thể bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất khỏi nơi đang đứng. Ra tay trước. Trong nháy mắt, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyên trực tiếp vỡ nát. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm chém ra, sau đó thu kiếm, quay người rời đi. Quỳnh. Trong ánh mắt mọi người, cả người Nguyên Hưu lập tức bay ra ngoài. Vừa bay đã xa cả vạn trượng, mà khi hắn ta dừng lại, cũng chỉ còn linh hồn. Không chỉ như vậy, những ngọn núi xung quanh bắt đầu dần dần sụp đổ, không gian đã được gia cố cũng dần dần biến mất. Tất cả mọi người nơi này đều choáng váng. Một kiếm. Một kiếm là đã kết thúc trận đấu. Lúc này, mọi người xung quanh đều hóa đá. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều không hề ngờ tới. Nguyên Hưu này tuy chỉ là hư vô cảnh, nhưng, hắn ta lại có thực lực giết cao thủ đăng thiên cảnh. Mà lúc này, ngay cả một kiếm của Diệp Huyên mà hắn ta cũng không đỡ được. Trong sân, mọi người đều đang nhìn Diệp Huyên như thể thấy quái vật vậy. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn Nguyên Khưu cách đó không xa, cười nói, Nguyên gia chủ, đừng quên suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh của các người đấy. Nguyên Khưu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này trong lòng ông ta cũng kinh ngạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.